nay chúng ta sẽ có tổng là 10 câu bài tập, nhưng mà trước khi đi vào phần bài tập thì chúng ta sẽ cùng đi định hướng tư duy trước xem là cái dạng bài này nó thường rơi vào những dạng câu hỏi như thế nào, tại sao nó lại gây khó khăn cho các bạn và mình giải quyết nó như thế nào. Trọng Nguyên, ừ chào Trọng Nguyên, chào Thanh Tâm, chào em. Ừ, chào Vũ Phong, chào em. Rồi ok, cũng được khoảng 5-10 phút rồi. Thì như cô vừa giới thiệu nhá, hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi livestream về cái dạng bài tập đi biện luận muối amoni của amino acid. Thì cái dạng này nói gọi chung là dạng bài tập muối amoni, thì tuy nhiên thì nó có thể là các cái hợp chất khác mà có thể không phải là muối. Ok không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào định hướng tư duy trước cho cái phần bài tập này. Đầu tiên là chúng ta xem là cái dạng này đề nó ra thường nó có cái dạng đề nó ra thì nó có cái mô típ như thế nào. Ok không nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Các bạn có thể lấy sách vở ra để sách bút ra, vở ghi ra để ghi lại các cái phần lý thuyết này. Cái dạng bài tập mà đi biện luận công thức này này. Chào Huế, chào em. Cái dạng bài tập mà đi biện luận công thức này thì thường thường nhá là nó sẽ cho chúng ta một cái công thức phân tử. Thường đề bài á, đề bài sẽ cho các bạn một cái công thức phân tử. Ok không nào? Nó hơi rung một tí xíu. Cô sẽ cố gắng viết nó rung hơn ha. Thường đề bài nó sẽ cho chúng ta một cái công thức phân tử có dạng là CX này, HI này, OZ này, NT, dưới dạng như thế này. Trong đó thì X, Y, Z, T thường là sẽ biết, được chưa? Đa số đến khoảng 90% các bạn bài tập như thế này thì thường là các cái số này chúng ta đã biết rồi. Và đề bài khi mà người ta cho công thức phân tử như vậy thì người ta yêu cầu chúng ta sẽ là xác định được cái công thức cấu tạo, xác định được công thức cấu tạo, xác định công thức cấu tạo của cái chất đó, xác định công thức cấu tạo của chất. Từ cái việc là người ta sẽ cho các cái phản ứng của chất đó với những cái chất ví dụ như là cho cộng với NaOH, thường nhất hợp nhất sẽ là cho tác dụng với NaOH, hoặc là thường cho tác dụng với axit ví dụ như là HCl. Cái này thì ít gặp hơn một tí, mà đa số là cho tác dụng với bazơ là thằng NaOH này. Đó. Đấy là cái yêu cầu của đề bài là người ta cho chúng ta công thức phân tử và xác định công thức cấu tạo. Vậy nhiều bạn sẽ thắc mắc là ô đối với những cái bài mà cho công thức phân tử xác định công thức cấu tạo thì có gì khó đâu nhỉ, đúng không? Có gì khó đâu, mình cứ viết như bình thường thôi, giống như viết đống phân bình thường thôi, đúng không? Tuy nhiên thì đối với cái phần này chúng ta nó khó ở chỗ nó có quá nhiều cái trường hợp và chúng ta rất là khó để chặn được. Và bình thường nhá, trong những cái bài tập mà dạng bình thường ấy, thường xuyên bình thường là các bạn sẽ hay làm như sau. Đề bài nếu cho công thức phân tử yêu cầu xác định công thức cấu tạo là các bạn sẽ đi tính cái độ bất bão hòa, đúng không? Độ bất bão hòa có viết tắt này. Đối với cái công thức hợp chất mà chào Mai Anh Hiếu này, chào Tuấn Bình, chào Thái Hoàng, chào sao các bạn vào muộn thì cũng vừa bắt đầu thôi. Thì đối với những cái bài tập mà người ta cho các bạn công thức phân tử và yêu cầu xác định công thức cấu tạo dùng ạ. Thì á, thường là chúng ta sẽ đi tính độ bất bão hòa A của chúng ta sẽ bằng cái gì? Độ bất bão hòa A này nó sẽ bằng vòng này, tổng số vòng này cộng với tổng số liên kết pi. Cái này bạn còn nhớ không nào? Trong các buổi live trước thì cũng có nói cái này rồi. A được tính bằng công thức này, 2C là hai lần số nguyên tử carbon này cộng 2, được chưa? Trừ H này cộng với số nguyên tử nitơ. Tất cả cái đống này các bạn chia đôi ra. Ok không nào? Tất cả cái đống này chúng ta chia đôi ra. Đó thì đây là công thức tính độ bất bão hòa. Đó, đây là cái bước số 1. Sau đó thì sau tính xong độ bất bão hòa thì mình đi viết công thức cấu tạo bình thường thôi.
Tuy nhiên thì đối với những cái bài này nó khó ở một chỗ. Cô lấy một cái ví dụ, một cái chất như sau. Cô có ví dụ một cái chất đơn giản này thì các bạn sẽ hiểu là nó khó ở đâu. Hoàng Thái Hoàng Việt Nam cho cô vui. Cô ra cô cũng hay, không hay xem bóng đá. Cô vừa biết là đã mới đá xong, các bạn bảo cô biết. Cô tưởng là vừa mới đá. Chúng ta quay lại nhá. Thua trên sân cỏ chắc phải thắng trên sân môn họa, môn sân kiến thức này được chưa? Các bạn tập trung vào học cái này thì đây là một cái dạng bài tập mà trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì nó cũng hay gặp khá là nhiều. Mai Văn Đức, chào Mai Văn Đức, cái hình đại diện của em nó phổ biến quá, có thể quen không? Đây, chúng ta quay lại nhá. Cô lấy một cái ví dụ, một cái chất như sau. Cô có một cái chất nó là muối CH3COONH4. Các bạn thấy cái muối này rất là quen thuộc đúng không? CH3COONH4, được chưa? Chất này nếu mà cô quy về dạng công thức phân tử thì nó sẽ có dạng là C2 đúng không? H3 cộng 4 là 7 này. NO2 như này gì? Đúng chưa? Các bạn nhìn vào trong cái công thức CH3COONH4 này, các bạn hoàn toàn có thể xác định được cái độ bộ. Tức là các bạn biết được là nếu mà theo công thức tính độ bộ A bằng vòng cộng pi như thế này á, thì ta có cái nhóm COO này là có một liên kết pi đúng không? Đó, nhiều bạn sẽ nghĩ là cái A này sẽ bằng 1. Đúng chưa? Nhưng nếu chúng ta áp dụng cái công thức này vào 2C cộng 2 trừ H cộng N chia đôi ra thì các bạn thử nhé. 2C là 2 nhân 2, đúng chưa? Có 2C mà. Cộng 2 này, trừ 7 là số H này, cộng với 1 là số nitơ này. Tất cả đống này chia đôi ra. Các bạn sẽ thấy là cái độ bất bao hòa đây nó sẽ bằng 0. Đó, các bạn thấy không? Và lúc này á, cái trường hợp cái chất này nó là muối. Đối với muối thì ngoài cái liên kết cộng hóa trị giữa CH với CO này ra, thì nó sẽ tồn tại thêm một cái liên kết nữa là liên kết ion, thấy chưa? Thế nên lúc này cái độ bất bão hòa A của các bạn ngoài việc là lấy bằng tổng số vòng cộng với tổng số liên kết pi thì chúng ta còn phải trừ đi số cái liên kết ion nữa. Đó. Lúc này nó khó ở cái chỗ là có thêm cái liên kết ion này. Hình dung ra không nào? Thế nên cái việc các bạn tính độ bất bão hòa ra khá là khó khăn trong các việc các bạn là không biết là nó có bao nhiêu liên kết ion ở trong đây. Đó là gây ra cái sự khó khăn cho cái bài này. Thấy chưa? Thì bây giờ trên mạng thì thực tế là có rất là nhiều các cái nguồn tài liệu nói về cái dạng bài tập này, người ta cho các bạn các công thức. Nên cô nói rồi nó có rất là nhiều trường hợp nên việc các bạn nhớ công thức là vô cùng khó. Nên hôm nay chúng ta sẽ đi định hướng tư duy để chúng ta có tư duy cái này. Xoay đến cái dạng bài tập nào các bạn cũng có thể suy luận ra được cái dạng công thức của nó. Ok không? Trước hết thì chúng ta sẽ đi cái trường hợp đầu tiên, nó sẽ là muối trước nha. Chúng ta đi trường hợp đầu tiên nó là muối. Được chưa? Các bạn học trong vô cơ thì chúng ta biết rồi, học trong vô cơ chúng ta biết rồi. Muối thường là cái hợp chất mà tạo bởi gì? Phản ứng giữa axit đúng chưa? Tác dụng với bazơ đúng không? Tại vì chúng phần này đang học trong phần hữu cơ. Thế nên là bây giờ chúng ta xét này, axit của chúng ta ấy, axit của chúng ta này. Thì chúng ta có thể lấy từ đâu? Axit này, chúng ta có thể lấy nguồn từ axit vô cơ. Được chưa? Chúng ta có thể lấy nguồn từ axit vô cơ. Axit vô cơ của chúng ta thường hay gặp là những axit nào? Ví dụ như là HCl, H2SCO4 hoặc là HNO3 hoặc là H2CO3. Đấy là những cái axit vô cơ mà từng ngày gặp. Đấy là đối với axit vô cơ. Hoặc là axit có thể lấy nguồn axit từ axit hữu cơ. Được chưa? Axit hữu cơ. Axit hữu cơ của cô thì sẽ có những cái thằng nào? Axit hữu cơ của cô thì có thể có axit carboxylic thông thường với dạng là RCOH thôi. Cô còn chưa tính vào việc nó đơn chức hoặc là đa chức vân vân. Ok chưa? Đó. Ngoài ra thì có axit hữu cơ cô cũng có thể lấy từ nguồn của axit amin, tức là amino acid cũng được, H2N R COOH như thế này. Đó, các bạn hình dung ra không nào? Đấy. Còn bazơ thì chúng ta lấy nguồn từ đâu? Bazơ thì các bạn lấy nguồn từ amin. Từ amin. Amin của chúng ta thì là R NH3 NH2, cô xin lỗi. Đấy, có thể amin đơn chức hoặc là amin hai chức vân vân. Đó là nguồn từ amin, hoặc các bạn cũng có thể lấy nguồn từ amino acid, các bạn hình dung nào, hoặc chúng ta cũng có thể lấy nguồn từ amino acid, nó cũng có cái phần có tính bazơ ở đây RCOOH. Bây giờ nhá, để tạo thành muối đúng chưa, thì các bạn có thể ghép những thằng này với nhau, ghép thằng này với amin này, thằng này với amin, thì các bạn thấy là nó sẽ sinh ra rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau, các bạn hiểu không nào, sinh ra rất nhiều trường hợp khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê những cái trường hợp mà hay gặp của muối trước, ok chưa? Trong số các axit vô cơ ấy thì chúng ta sẽ ít gặp hai cái axit là HCl và H2SO4. Rất là ít gặp hai hành này. Lý do tại sao mà rất ít gặp hai hành này? Bởi vì á, nếu mà trong cái muối của mấy đứa mà có cái thành phần là
S gì hoặc là CL là nó sẽ bị lộ ngay là đây là muối của axit này rồi. Nên là hai axit này sẽ khá là ít thi. Thường á là nó sẽ thi vào hai cái dạng muối của axit là HNO3 hoặc là H2CO3 đối với axit vô cơ. Các bạn hình dung ra nào, HNO3 hoặc H2CO3 đối với axit vô cơ. Lý do tại sao nó thường hay thi vào như vậy? Lý do là bởi vì nó cái các bạn nhìn xem thành phần nguyên tử này, nó có H, có N và có gì? Có O. Nó trùng với cái thành phần của những cái thằng hợp chất hữu cơ cũng có C, H và O và N. Thế nhưng mà nào nên là nó sẽ khó bị lộ ra. Còn nếu mà có CL hay là có lưu huỳnh thì nó rất là dễ làm sao nhỉ? Bị lộ cái thành phần phân tử của nó. Các bạn hình dung được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét trường hợp thứ nhất là cô cái chọn cái muối đấy. Trường hợp A này, là cô xét cái muối của cô sẽ là muối của axit vô cơ. Cô cho cộng với amin. Ok chưa? Axit vô cơ cộng với amin. Cô lấy một cái ví dụ như sau, lấy một ví dụ như sau. Chúng ta có lấy cái axit vô cơ là thằng HNO3 chẳng hạn. HNO3. Axit vô cơ này cô cho tác dụng một cái thằng amin có dạng là R1NH2, ví dụ như thế này đi. Được chưa? Thì sản phẩm thu được của cô ấy, sản phẩm muối thu được của cô nó sẽ có dạng là gì đây? R1NH3NO3. Cái này trong phần amin chúng ta đã học rồi đúng không? Thì các bạn hình dung này, cái R1 của cô là cái gốc hydrocarbon. Gốc hydrocarbon này có vô vàn các gốc. Thế nên chúng ta không quan tâm. Vậy các bạn quan tâm cái gì? Các bạn quan tâm đến cái nguyên tố mà chúng ta đã biết rõ và cố định các nguyên tố rồi, là nitơ và thằng gì? Oxy. Các bạn hình dung ra chưa? Vậy cái thằng này thì cô có thể quy nó về RN2O3. Đó. Vậy các bạn hãy để ý đến cái gốc N2O3, rất có thể nó là gì nhỉ? Muối của thằng axit HNO3 với amin. Hiểu không nào? Đó chúng ta cái quan tâm mình không phải quan tâm cái gốc hydrocarbon đến trước, mà cái các bạn quan tâm là số nitơ và số oxy ấy. Trong đó số oxy là cái thằng mà mình quan tâm hơn cả. Hiểu không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta lấy thêm một cái trường hợp khác đi. Ví dụ như là cô lấy cái muối của axit H2CO3, cô cho H2CO3 chẳng hạn. Tác dụng với một thằng amin là R1 chẳng hạn. NH2. Hôm nay có rất là nhiều tỷ lệ, có hai tỷ lệ. Lý do tại sao các bạn có hai tỷ lệ là bởi vì thằng H2CO3 của các bạn ấy là nó có hai thằng H cộng, đúng chưa? Các bạn hoàn toàn có thể cho mỗi thằng H cộng phải phản ứng với một thằng nitơ này, đúng chưa nào? Đó thì trường hợp cô sẽ cho phản ứng theo tỷ lệ 1:1 thôi. Cô nói rồi, cứ có bao nhiêu nitơ thì nó nhận được bấy nhiêu H cộng. Bây giờ thằng này chỉ có một thằng nitơ thôi, nên chỉ nhận được một H cộng thôi, đúng không? Vậy sản phẩm muối của các bạn sẽ có dạng là R1NH2 mà nhận thêm một H cộng thì thành NH3 và gì nhỉ? Phản với gốc HCO3. Được chưa? Đó. Thì á, cái muối này thì cô có thể quy nó dưới dạng chúng ta không quan tâm số C và số H, chỉ quan tâm đến số N và số oxy thôi. Thì nó sẽ có dạng là gì đây? R này. NO3. Đó, các bạn thấy không nào? RNO3. Ừ, Lê Minh Việt. Ừ, chào Việt, chào em. Đó, các bạn hình dung lên chưa? Đấy, đây là cái dạng muối. Nếu mà nó có thể, trường hợp này nó có thể rơi vào muối của axit H2CO3. Tiếp tục nhá. Cô xét cái trường hợp tỷ lệ mol là 1:2 thì sao? Tức là lúc này thằng này sẽ cho cả hai H cộng cho cái thằng amin này. Thì sao chúng ta sẽ có cái sản phẩm là gì đây? R1NH3. R1NH3. Và hai này gắn với gốc gì nhỉ? CO3. Được chưa? Mỗi thằng này là một cộng này, thằng này một cộng và gốc CO3 các bạn sẽ là hai trừ. Đó. Vậy chúng ta quy công thức tổng quát chung của thằng này dưới dạng sẽ là gì? R N2O3. Đúng chưa? RN2O3 nó khá là giống với cái muối của thằng axit HNO3. Các bạn hình dung ra không nào? Đó. Đấy, các bạn thấy là nếu mà là axit vô cơ thì thường cái số O nó sẽ làm sao? Nó bị lẻ. Lẻ O này. Có thể là 3O hoặc 5O, vân vân. Ok chưa nào? Đấy là chúng ta đã xét xong cái trường hợp đầu tiên là nó là muối của axit vô cơ với amin. Giờ chúng ta sẽ xét cái trường hợp số 2. Nó là muối của axit hữu cơ với amin thì sao? Hoàng Thái Hoàng, trước ngày khó quá cô ơi. Ừ, thế ra nó hơi khó thật, nhưng chúng ta đang cô đang định hướng tư duy cho mấy đứa để các bạn có cái hướng tư duy để tí nữa chúng ta xử lý cái phần bài tập thì nó sẽ dần dần ta mới hình thành lên được, chứ không phải là đùng một cái là mình giải được ngay. Cái này phải kiên trì một chút xíu. Ok chưa nào? Tiếp tục nhá. Trường hợp B, B nhỏ chúng ta xét cái trường hợp là của axit muối của axit hữu cơ với amin. B nhỏ sẽ là axit hữu cơ cộng với amin.
Axit hữu cơ thì cô vừa nói rồi, nó lại chia thành cái loại axit là gì nhỉ? Axit carboxylic và amino acid. Giờ xét cái trường hợp đầu tiên là axit carboxylic đi. Xét đơn trước cái chẳng RCOH, R1 chẳng hạn. Các bạn cho tác dụng với một cái thằng amin R2, NH2 như thế này. Thì chúng ta thu được cái muối có dạng là gì đấy? R1COO đúng không? NH3 R2. Đó. Ủa sao mà không cần để ý tới C với H vậy cô? Lý do là bởi vì á, cái trường hợp C và H này nó có thay đổi rất là nhiều, nhưng mà cái N và cái O của các bạn ấy thì nó cố định. Hiểu không? Trần Đăng đúng rồi, chính xác. Làm nhiều chúng ta có sẽ có phản xạ ra. Bởi vì nhá, ở đây là cô không cho các bạn công thức mà cô cho các bạn cái định hướng tư duy của các bạn, vì nó có quá nhiều trường hợp nên chúng ta không thể nhớ tổng số C, số H, số O được, mà chúng ta gì nhỉ? Chủ ký chủ yếu là chúng ta để ý đến cái mà nó cố định ấy. Cái cố định ở đây sẽ là cái thằng oxy và thằng nitơ, là những cái thằng mà dễ nhận biết ra nhất. Đó, đúng rồi, Xuân Đạt nói đúng rồi đấy. Thì ở đây nhá, chúng ta cũng không quan tâm đến các gốc R này, chúng ta chỉ quan tâm đến số O và số N thôi. Thì này cô gộp tất cả các thằng R1, R2 về thành R nhá. Cái này có mấy O? 2 O đúng không? Và có mấy N? 1 N đúng không? Thì cô viết là dạng là RNO2. Như vậy, được chưa? Đó. Thì cái dạng lúc nào mà oxy thấy chẵn chẵn và có đơn oxy như thế này, các bạn hãy nghĩ đến cái trường hợp à, nó là muối của axit hữu cơ là chắc chắn, chứ không thể là muối của axit vô cơ được. Các bạn hình dung ra không nào? Đây là chúng ta đi tìm cái xem là nó là cái muối của axit axit carboxylic hay là của amino acid. Đó, tí nữa chúng ta sẽ xét nhiều thêm nhiều trường hợp khác nữa. Đây là trường hợp muối của axit carboxylic này với thằng amin. Bây giờ nếu mà nó là muối của amino acid với amin thì sao? H2N này, R này, COOH cộng với amin này, H2N, R, R1 này, R2 này. Đó. Thì chúng ta sẽ thu được cái muối có dạng là gì đây? H2N này, COO đúng không? NH3. Do đó là chết, đây chỗ này là R1, có quen thiếu R1, đây là R2. Được chưa? Lúc này chúng ta lại không quan tâm đến số C với số H, chúng ta chỉ quan tâm đến số O với số N thôi. Gộp tổng tất cả CH thành R, được chưa nào? Và chúng ta nhìn nhá, có mấy N? Có 2N đấy. N2 và gì? O2. À, lúc nào mà có cái dạng N2O2 thì rất là dễ là gì nhỉ? Là muối của amino acid với amin. Đó. Các bạn hình dung ra không nào? Đấy là các cái trường hợp mà nó là muối của axit hữu cơ với amin, được chưa? Các cái dạng muối thì nó có rất là nhiều các cái trường hợp khác, cũng có thể nó là muối của cũng có thể nó là các trường hợp khác. Ví dụ cô lấy một trường hợp khác đi, trường hợp muối thế khác đi, là muối của axit vô cơ với amin. Cũng này cô không chọn amin nữa mà cô chọn là amino acid thì sao? Amino acid đây, để chúng ta nhìn này. Để các bạn thấy được là dù cái trường hợp nào xoay như thế nào chăng nữa thì các bạn vẫn chỉ để ý đến gì thôi, số C, số N và số O thôi. Bây giờ cô chọn một axit vô cơ là thằng HNO3 chẳng hạn, cô cho tác dụng với một amino acid H2NR1COOH thì lúc này cái thằng amino acid đã đóng vai trò là một bazơ. Mình có cái nhóm NH2 lúc này là trung tâm phản ứng này, nó cộng với chúng ta sẽ thu được cái sản phẩm đến dạng là gì? NO3 đúng không? NO3 NH3 cộng hay cái này trừ này, đúng chưa? R1 là gì? COOH đúng không? Và lúc này chúng ta lại chỉ quan tâm đến số O và số N thôi. Thì tổng quát lại có dạng là R này, đúng không? N mấy? Có 2N, 1N cộng 1N, NO3 này là 2N. Và O mấy? 3O cộng với 2O sẽ là 5O. Vậy cứ lúc nào mà thấy cái ôm oxy của chúng ta ấy mà nó lẻ thì rất có thể là trường hợp nó là muối của axit gì nhỉ, vô cơ. Lớn hơn 3 thì có thể là muối của axit vô cơ với axit hữu cơ. Axit hữu cơ thì nó sẽ chia thành hai loại thôi, là axit carboxylic và amino acid, được chưa? Còn nếu đấy là trường hợp nó lẻ lớn hơn 3, ví dụ như là 5 như thế này, được chưa? Còn lúc nào cái số oxy chúng ta nó chẵn thì các bạn có thể hiểu nó là muối của axit hữu cơ. Đấy là cô đang xét trường hợp là muối. Nhưng ngoài ra còn có rất nhiều các cái hợp chất CX, HI, OZ, NT khác nó không phải là muối. Bạn hiểu không nào? Vậy nếu nó không phải là muối thì nó có thể là những cái trường hợp gì? Để chúng ta xét cái trường hợp thứ hai. Nếu nó không phải là muối thì nó có thể là, hiển nhiên nó có thể là amino acid. Đúng không? Các bạn thấy cái trường hợp là amino acid thì nó có C, có H, có N và có O nào? Hoàn toàn có. Cô lấy ví dụ đơn giản, nó có dạng là RCOOH NH2.
Thằng này nếu cô gộp công thức lại nó cũng có dạng là R này. NO2 đúng không? RNO2. Các bạn có thấy giống bị giống với cái công thức bên trên này không? Có, đúng không? Đấy là trường hợp amino acid. Ngoài ra cũng có thể là một cái trường hợp khác cũng có dạng công thức là CXHIOZ. NT nó chính là ST của amino acid. Của amino acid có viết tắt là AA. Cô lấy một ví dụ như sau. Cô cho một cái thằng amino acid có dạng R1COOH NH2 cho tác dụng với một cái thằng ancol là thằng HOR2 chẳng hạn. Thì cô thu được cái sản phẩm có dạng là gì đây? H2N nhóm NH2 vẫn giữ nguyên nha. R1 này, COOR2 đúng chưa? Và lúc này nếu cô gộp chung công thức lại thì nó sẽ có dạng là R này, đúng chưa nào? R này, N có một N, Oxy có hai Oxy, RNO2. Bởi vì thực tế là este của amino acid và amino acid là hai thằng đồng phân khác trước của nhau thôi. Đó. Nói chung là có rất là nhiều các cái trường hợp. Vậy là những cái bài toán này chúng ta không nên nhớ công thức, nó không nên nhớ. Bởi vì có quá nhiều trường hợp thì chúng ta không thể nhớ được hết đâu. Và các bạn cần quan tâm là chúng ta đọc dữ kiện của đề bài, phân tích này. Nếu mà nó tác dụng với bazơ mà nó sinh ra một bazơ yếu hơn thì bắt buộc nó sẽ phải là muối. Các bạn hình dung không nào? Còn nếu mà nó tác dụng với bazơ mà nó sinh ra ancol thì nó phải là este. Đúng chưa? Còn nếu nó tác dụng bazơ mà chỉ sinh ra nước không thôi thì nó chính là amino acid hoặc chỉ là acid không, đơn giản thôi. Hiểu không nào? Nhớ cái này, nếu chúng ta cùng làm bài tập thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Sau khi mình xác định được nó là muối của acid gì hoặc bazơ gì thì chúng ta trừ đi cái acid đó hoặc bazơ đó đi thì suy ra được cái phần còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập luôn để chúng ta áp dụng vào cái hướng tư duy này để xem là có dễ hiểu hơn không. Được chưa nào? Tôi đoán là cái file bài tập nó cũng nhiều bạn mới tải về thôi chứ chưa có làm. Mình ta cùng đi vào từng dạng bài một nha. Từng cái bài một. Trong cái phần bài tập này thì nó cô để rất là nhiều dạng, có cả dạng muối, có cả dạng este, có cả dạng muối của axit hữu cơ với cả axit vô cơ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào câu đầu tiên. Là câu số 1. Câu số 1 các bạn nhìn này, đọc đề đi. Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, thứ nhất là nó đơn chức này. Mạch hở có công thức phân tử là C3H9O2N. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng. Đấy, nó bảo là thu được khí, khí Y. Và dung dịch Z. Dung dịch Z là cái muối. Được chưa? Nhìn thấy O2 thì các bạn nghĩ ngay đây là muối của axit gì rồi. Đây là muối của axit gì? Hữu cơ rồi, đúng không? Nó chỉ có một N cái trường hợp này nó xuất ra hai trường hợp. Một là nó là amino acid. Hai nó là muối của axit carboxylic có dạng là RCOH như thế này thôi. Là muối của axit này. Cô sẽ loại đi cái trường hợp nó là amino acid. Đúng chưa? Lý do bởi vì nếu là amino acid thì không thể thu được khí bởi vì nó chỉ thu được nước thôi. Được chưa nào? Nó chỉ thu được nước thôi. Còn á, nếu mà nó là trường hợp muối thì muối tác dụng với bazơ thì có thể sinh ra một thằng amin là bazơ yếu hơn, có thể là khí được. Các bạn hình dung không nào? Vậy là sau khi cô xác định xong dạng nó là muối của axit này rồi đúng không? Thì cô sẽ trừ đi này. Cô viết dạng chung của cái thằng này sẽ có dạng là R này. COO. Đây cô viết cái chất này được tạo từ cái phản ứng giữa axit này với một cái thằng amin H2N R phẩy gì đó. R1. Thì chúng ta thu được cái dạng muối của nó sẽ có dạng là gì đây? R1COO đúng không? NH3R2. Đúng chưa? Đó. Thì đây chính là công thức, cái dạng công thức của thằng X. Đúng không nào? Đây là dạng công thức của thằng X. Thằng X của các bạn mà tác dụng với NaOH thì sẽ có cái gì đây? R1 này, COO, NH3R2. Các bạn cho tác dụng NaOH. Đó, thì chúng ta thu được cái muối là chúng ta đan chéo theo âm và dương tương ứng này. R1COO là âm đúng không? Thì ghép với thằng natri cộng và dương, chúng ta sẽ được muối R1COONa cộng với này. Thằng R2NH3 thì các bạn ghép với gốc OH đúng chưa? Nhưng mà đây là bazơ yếu thì các bạn phải xé nhỏ thằng này ra. Xé nhỏ thằng này ra thành R2NH2 và cộng với nước. Được chưa nào? Đó thì thằng này của chúng ta chính là khí đây. Đúng chưa? Cái amin này của các bạn chính là khí. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta nhìn nhá. Các bạn có tính được cái số mol của thằng X không nào? Có chứ. Chúng ta tính nhanh số mol thằng X giúp cô sẽ nó bằng bao nhiêu? 1,82 các bạn chia cho C3H9O2N. Số mol của thằng X này bằng 0,02. Như thế nào? Số mol thằng X là 0,02. Đó. Thì từ đây ta suy ra được số mol của muối cũng tương tự là
0,02 đúng chưa? Ta chia khối lượng của muối ta có rồi, 1,64 g. 1,64 g có tổng khối lượng của muối này, có số mol của muối thì các bạn tính ra công thức của muối thôi, mà lớn của nó thôi. 1,64 các bạn chia 0,02 thì m lớn của muối này sẽ bằng 82. M lớn của cái muối R1COONa của mấy đứa thì sẽ bằng 82. Được chưa nào? Lấy 82 trừ đi natri trừ đi COO thì ra gốc R1. Được chưa? 82 trừ natri là 23, trừ COO là 44. R1 m lớn của mình là 15. 15 thì bắt buộc phải là gì rồi? Muối CH3 COO đúng không? Đó, vậy là cái thằng X sẽ có dạng là CH3COONH3 R2 gì đó. Bây giờ chúng ta lấy tổng cái công thức của cái thằng X này, các bạn trừ đi cái phần axit này. Đó, trừ đi cái phần này thì sẽ ra cái thằng R2. Được chưa nào? Nhìn nhá, tổng số C của thằng này có 3C, đúng chưa nào? Mà mất 2C rơi vào phần muối này rồi, vậy còn dư rồi 1C rơi vào cái thằng R2 thôi, đúng không? Dư rồi 1C rơi vào R2 thì nó chỉ có thể là gì thôi? CH3COONH3 CH3. Đúng nào? Đó. Cái đáp án đúng cho câu số 1 này của chúng ta sẽ là đáp án B. Đấy là cách mà chúng ta phân tích một cái bài tập liên quan đến phần biện luận công thức của muối. Thì cái phần này á, chúng ta nên dựa vào cái số nguyên tử oxy và nitơ để mà biện luận nó. Cô nói lại mấy cái trọng nguyên, cô nói lại mấy cái trường hợp trong bài 1 được không ạ? Ừ, rồi ok, được nha. Thế nhá, chúng ta nhìn này, cái dạng công thức của cái thằng X của các bạn ấy, các bạn nhìn lại công thức của thằng X nha. Dạng công thức của thằng X thì nó có dạng là gì? C3H9O2N. Đó, C3H9O2N. Nãy giờ bị lót mạng chán quá cô ơi. Cố Tân, nãy giờ cô đang phân tích cái phần đầu ấy, khó hơi không có phần đầu thì nó sẽ hơi khó hiểu một tí. Thì các bạn nhìn nhá, thằng này là O2. O2 thì các bạn nghĩ việc đây là chắc chắn là axit, và axit của mình phải là axit hữu cơ rồi, đúng không? Vừa rồi cô phân tích thì axit hữu cơ của mình thì có hai dạng axit, một á, đây là sẽ là muối rồi. Lý do tại sao cô biết là muối, bởi vì nó tác dụng với NaOH, nó thu được một cái muối và nó thu được khí. Được chưa? Vậy chắc chắn thằng này sẽ là muối chứ không mà muối thôi. Và khẳng định đây là muối. Muối này phải là muối của axit, axit hữu cơ chứ không thể là axit vô cơ được do số oxy của nó chẵn này này. Được chưa nào? Muối này là muối của axit hữu cơ thì cô chia thành hai dạng, một là muối của axit RCOOH với tất nhiên là một cái thằng bazơ, bazơ thường chọn sẽ phải là amin rồi, hoặc là khí NH3 vân vân ạ. Hình dung không? Hoặc là amin. Đó. Muối thằng này với thằng amin. Hai, nó là muối của axit amino acid RCOOH và có một cái nhóm NH2 nữa với một cái thằng bazơ. Tuy nhiên thì cô sẽ loại đi cái trường hợp nó là amino acid, bởi vì sao? Bởi vì á, ở đây nó chỉ có một nitơ thôi. Và nếu mà rơi vào amino acid thì còn đâu nitơ trong phần bazơ nữa đúng chưa? Nên cô sẽ loại được cái trường hợp này. Ok không nào? Nên bắt buộc nó sẽ phải là muối của gì? Bắt buộc sẽ phải là muối của cái axit gì? Hữu cơ này. Các bạn hình dung đó. Đó, với một cái thằng amin. Được chưa? Với một thằng amin. Ở đây thì ra nhiều bạn thắc mắc là tại sao cô chọn luôn là amin mà cô không chọn là NH3. Cô cứ đặt là RNH3 thôi. Còn nếu mà cái R nó bằng 0 thì vẫn được. Các bạn hình dung nhau là amin hay NH3 thì nó cũng khá là tương đương với nhau. Hiểu chưa nào? Nó cũng khá là tương đương với nhau. Thì ở đây cô biết chắc chắn là muối của axit này rồi thì cô biết cái dạng công thức của nó. Đó, cái dạng như thế này. Thì từ cái mối quan hệ giữa số mol của X và số mol của muối thì là cô tìm ra được cái công thức của muối. Sau đó thì cô lấy tổng công thức này, cô trừ đi cái phần axit. Trừ đi phần axit này này. Đó, thì cô sẽ ra được phần bazơ thôi. Hiểu chưa? Rồi, ok, trọng nguyên. Ok nhá, vậy là mình đã xử lý xong cái câu số 1 đầu tiên. Chưa nào? Tiếp tục bây giờ các bạn nhìn sang câu số 2. Tôi cứ bị gián đoạn mãi thôi. Chắc là do hôm nay sẽ không có cái gì đó rồi. Cô đoán chứ hôm nay cô đọc comment mấy đứa nó cũng bị hơi bị lăng lác một chút xíu. Phải đợi 5 10 phút sau rồi mới đọc được hết, lên hết comment ấy. Hôm sau nếu mà lag quá thì các bạn có thể xem lại cũng được. Xem lại cũng được. Coi xíu cái rừng Trần Đăng. Nguyễn Văn Huynh em không xem được. Thực ra là hôm nay là có
Hôm nay là chắc là có bóng đá nên là nó bị hơi lag, nhưng mà bóng đá xong rồi ta. Rồi nhá, cứ tiếp tục nhá. Nếu mà bạn nào mà yếu quá thì có thể xem lại, like cũng được. Có cái cô hơi tiếc là mấy đứa không thể hỏi được trực tiếp thôi. Tiếp tục này, các bạn nhìn sang cái câu số 2. Câu số 2 thì là nhìn nó lộ lô lô luôn rồi đây này. Được chưa nào? Hằng hằng mấy bài này khó ở phần tìm công thức của chất thôi đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Nếu các bạn viết xong cái công thức của muối, các bạn mà biết xong cái công thức của muối xong rồi ấy, thì các cái phương trình còn lại tính toán nó cực kỳ đơn giản thôi, chứ không có gì cả. Được không? Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Cái câu số 2 các bạn nhìn đi. Câu số 2 các bạn có thấy là nó có cái điểm gì đặc biệt không? Nó bảo là cho một cái hỗn hợp, một muối thôi nhá, không có hỗn hợp đâu, một muối có công thức là C7CH7. Nguyễn Văn Huynh, gì đây? Đỗ Kim Dung, là sao em phải xin vé 1.000 lần thì sẽ thắng trận này, em mới xin vé một lần thôi. Văn Huynh, mọi người có bị đứng không? Thực ra thì cô không bị đứng nhưng mà cô không đọc được comment của mấy đứa lắm. Để chúng ta tiếp tục nhá. Thì cái thằng x của các bạn ấy là CH7O4NS. Thực ra cái thằng này nó cũng sẽ chặn số oxy ấy, nhưng mà cô chắc chắn là thằng này sẽ là muối của axit vô cơ rồi. Các bạn có nhìn thấy có S ở đây không? Vậy chắc chắn là muối của axit H2SO4 rồi, đúng không? Đó, cái thằng CH7O4NS. Cô khẳng định luôn đây là muối của cái axit H2SO4 cho tác dụng với một cái thằng amin thôi, đúng chưa? Cho tác dụng một thằng amin thì á, cái thằng amin này của cô ấy là vì ở cái hợp chất này này nó chỉ có một n thôi, nên là amin cô cũng chỉ có một n, thì cô sẽ viết dưới dạng là r NH2. Ok chưa? Thì á, vì này các bạn nhìn thấy là cái hợp chất này nó chỉ có một n, do đó là nó cũng chỉ nhận được gì thôi, một h cộng từ thằng H2SO4 thôi. Thế nên là chúng ta sẽ thấy là phản ứng này chắc chắn là phải phản ứng ra tỷ lệ 1:1 thôi, đúng không? Cái sản phẩm của chúng ta sẽ có dạng là RNH3HSCO4. Đó, các bạn hình dung không nào? RNH3HSO4. Đây là cái dạng của cái thằng CH7O4NS. Đào, đào, ok, chào em. RNH3HSO4. Đó, bây giờ chúng ta trừ đi nhá. Tổng số C của chúng ta là 1. Thì trong đây chỉ có 1 C thôi, đúng chưa? Tương tự trừ đi số H, có 4H rồi thì còn 3H. Vậy công thức của chất này cô viết luôn ra sẽ là CH3NH3, đúng không? HSCO4. Các bạn hình dung không nào? Đó, bây giờ biết được công thức rồi thì cho tác dụng với NaOH bình thường thôi, chứ còn gì nữa đâu, đúng không? Thằng này cộng với NaOH này, cộng với NaOH thì chúng ta cứ ghép chéo âm với dương tương ứng. CH3NH3 cả cụm này là một cộng, HSO4 là một trừ. Được chưa? Ghép này. Tạo thành CH3NH3OH thì chúng ta xé nhỏ ra luôn thành CH3NH2 cộng với nước và cộng với gì nữa? HSO4 này, HSO4 cộng với cả NaOH. À, đến đây thì nhiều bạn sẽ nhầm thành viết thành NaHSO4. Tuy nhiên nó sẽ sinh ra thành Na2SO4. H cộng này lại tác dụng tiếp với một OH này nữa thành nước. Tại sao cô biết điều đó? Bởi vì các bạn nhập nhanh số mol đi, thể nào ở đây NaOH đã trả dư, bởi vì nó hỏi gì, chắc chắn khan mà. Chưa, các bạn thử tính giúp cô xem là số mol của cái thằng CH7O4NS nó bằng bao nhiêu. 32,25 các bạn chia cho CH7 cộng với 16 nhân 4 này, cộng 14 cộng lưu huỳnh là 32. Số mol của cái thằng này là 0,25. Số mol này là 0,25. Số mol NaOH là 0,75. 0,75. À, vậy chắc chắn là NaOH nó dư. Dư nghĩa là OH trừ sẽ lôi hết H cộng ra ngoài rồi, phản ứng theo tỷ lệ 2:1. Được chưa? Đó. Ok không nào? Thì số mol của CH3NH2 các bạn sẽ bằng 0,25. Số mol nước của chúng ta có hai nước đấy nha. Hai nước các bạn phải chú ý nhá, nhiều bạn để một nước không là sai đó. Các bạn hình dung không nào? Số mol nước của các bạn, tổng nước của chúng ta gộp hai thành thành một, hai nước cái này sẽ là 0,5. Được chưa? Đó. Hằng hằng 0,25 ạ. Ừ rồi, ok đúng rồi con. Và cuối cùng là cái thằng muối, muối là 0,25 luôn. À không. Ừ đúng rồi, muối là 0,25. Tuy nhiên là chúng ta không đi tính từng muối một. Các bạn có thể tính chất rắn khan qua việc là các bạn bảo toàn khối lượng cũng được.
hoặc là chúng ta tính riêng muối ra cũng được, nhưng mà có sợ các bạn hay nhầm thôi. Na2SO4 là 0,25 mol, là gì? NaOH còn dư của mấy đứa nữa, để tính cả lượng còn dư nha. Cái lượng NaOH đã phản ứng đây mất là 0,5, đúng không? Vậy NaOH còn dư cũng là 0,25, thấy chưa? Đó, thì đấy là cái chất rắn khan còn lại. Các bạn tính khối lượng của nó ra, 0,25 nhân Na2SO4 này cộng 0,25 nhân 40 thì khối lượng của nó sẽ là 45,5. Đó. Trọng nguyên em không hiểu tại sao cộng với RNH2 ạ. À, ở đây á, cô nói rồi, những cái này nó bảo là muối đúng không? Thì cô phân tích cho các bạn là muối là gì? Muối là sản phẩm giữa phản ứng giữa gì nhỉ? Của axit với amin. Thực ra ấy, cái thằng này của mình này, nó chính là cái thằng này. Nhưng cô đang phân tích là cái để cách để tạo ra được cái thằng này. Được chưa? Chứ cô không đưa ngay công thức này cho các bạn. Các bạn hình dung không? Thì nhá, con nhìn này. Cái muối này á là muối của một thằng bazơ, một thằng axit. Vừa rồi cô cho các bạn bazơ trong hữu cơ của mình ấy thì là một là amin là RNH2. Đúng chưa? Hai là bazơ lấy từ amino acid. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta biết được luôn cái muối này là tạo bởi axit H2SO4 rồi, là mình được tìm được phần axit rồi. Vậy phần amin còn lại có O4O rồi nhá, có một S rồi. Vậy phần còn lại chỉ có amin thôi chứ không có amino acid nữa. Nguyên hiểu ý cô nói không ạ? Hình dung ra không nào? Đó. Hình dung ra chưa? Thì mình thu được cái công thức của muối này. Hoàng Hoàng đúng rồi đấy, chính xác rồi. Nên hiểu không? Em không hiểu sao cộng với NH2 là cô đang cho là cái chất này nó là muối, giữa cô tìm được axit rồi và cô đi trừ đi phần còn lại cô ra amin thôi. Đó. Thì cô nói rồi là nếu mà các bạn tìm được một trong hai thành phần, nếu các bạn tìm được axit này hoặc là các bạn tìm được bazơ này thì các bạn lấy cái công thức tổng này. Nhưng mà chúng ta không quan tâm đến số C, số H vội nhá. Chúng ta lấy công thức tổng có SON để các bạn trừ đi cái phần axit hoặc phần bazơ đó để ra cái phần còn lại. Được chưa? Ở chỗ này là cô lấy S4O này thì đây có S4O rồi. Vậy trừ đi cái phần còn lại chỉ có hydrocarbon và một thằng N thôi. Đó. Thì đấy là cách mà mình phân tích cái này. Cái câu số 2. Tiếp tục này, chúng ta chuyển tiếp qua câu tiếp theo. Vào câu số 3. Câu số 3. Các bạn làm phải khoảng 3 đến 4 bài nữa thì tôi nghĩ là mấy đứa sẽ hòm hòm với phần này đấy. Tiếp tục về câu số 3 của mấy đứa nha. Cho 0,1 mol chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H8O3N2. À, lúc này lại thấy là các bạn có thấy là nó bị lẻ số oxy không? Lại xuất hiện là lẻ oxy này. Đó. Lẻ oxy này rất có thể là chắc chắn là muối của axit vô cơ rồi. Nhưng mà cô chưa biết nó là vô cơ là axit đấy là axit HNO3 hay là H2CO3 thôi. Chưa? Giờ chúng ta sẽ đi xét các cái trường hợp. Bây giờ chúng ta để ý một tí nha. Số C của nó rất là ít. Số C của nó rất là ít, có 2 C không thôi. Được chưa? Số C của nó rất là ít, có 2 C nên là rất cái khả năng mà nó rơi vào axit H2CO3 là thấp. Tại sao cô biết là thấp? Bởi vì nhá, các bạn nhìn nhá, nếu mà nó rơi vào axit H2CO3 chắc chắn phần còn lại phải là amin đúng không? Là RNH2 cái gì? Đúng chưa? Rồi, ok nhá. Thì á, cái thằng H2CO3 nó đã có 1 C rồi. Vậy amin của mình cũng chỉ còn có 1 C thôi. Đúng không? Amin có 1 C mà tổng, vì tổng là 2 C mà. Nó hơi vô lý một tí. Để phản ứng như thế này thì chỉ có thể theo tỷ lệ 1, 1, 1, 2 đâu có được đâu. Đúng không? 1, 2 không có được. Nên là cô sẽ không xét cái trường hợp axit H2CO3. Cô đi xét cái trường hợp axit HNO3. Đó. Xét trường hợp axit HNO3 thì xét như thế nào? Thì thằng này nhá, con nhìn thế này. Nó sẽ là muối của axit HNO3 đúng chưa? Cộng với một thằng amin là RNH2. À, lúc này thấy là gì đây? Đủ 2N chưa nào? Đủ 2N rồi này. Đủ 3 oxy rồi đúng không? Có dạng là RNH3, NO3. Nhưng đừng nhầm lẫn là nhiều bạn rất nhầm lẫn là việc cứ phải là O3N2 là muối của HNO3 là không đúng đâu nhá. Một số cái trường hợp nó O2N3 vẫn có thể là muối của axit H2CO3 được, không được đánh đồng như thế. Ok không nào? Đó, vậy chúng ta xác định được công thức rồi. Trừ đi thôi. Tổng số C là 2 đúng không? Vậy gốc R là có 2 C thôi. C mà là 2, C2H5 nhưng còn gì nữa? Đúng không? NH3, NO3. Check lại một tí nha. Lúc làm phải check lại xem số H đã đủ chưa nha. 5 cộng 3 là 8H này. Đúng không? 8H đủ rồi. Giờ cho tác dụng với NaOH thôi. Đúng không?
cộng với NaOH thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm đó là C2H5 NH2 đúng không? Cộng với nước và cộng với NaNO3 đúng không? Rồi, ok chưa? NaNO3. Chỗ này nó hỏi lại hỏi chất rắn khan, lúc là hỏi chất rắn khan thì các bạn hãy nghĩ ngay đến trường hợp của nó là NaOH nó còn dư ấy. Số mol chỗ này là 0,1 mol nha. NaOH phản ứng vậy vừa đủ với nó cũng chỉ là 0,1 thôi, phản ứng theo tỷ lệ 1:1 mà. Vậy là cái chất rắn khan cái này là khí thì bay lên rồi này. Nước này không tính vào rồi này, đúng không? NaNO3 của các bạn sẽ là 0,1, đúng chưa? NaNO3 của chúng ta sẽ là 0,1. Ok không? Vậy là sản rắn khan của mình sẽ còn NaOH còn dư đúng không? 0,2 mol còn dư và NaNO3 sẽ là 0,1 mol nên các bạn tự ấn máy thôi. Đó. Chọn nguyên khi nào mình biết sẽ tác dụng với amin khi nào là amino acid ạ? Rồi ok, có một câu hỏi cũng khá là hay. Thì nhá con nhìn này. Ở đây nhá, con nhìn vào đầu tiên là cái các bạn phân tích những cái này á, nhiệm vụ đầu tiên là nên nhìn vào số oxy. Đây cô phân tích là thằng này có 3 oxy đúng không? Thì là cô đã biết là cái lượng oxy nó sẽ rơi hết vào phần axit rồi. Do đó cái thằng amin của các bạn thì là không, tức là cái thằng bazơ còn lại của mình ấy, bazơ còn lại các bạn thì sẽ không có oxy nữa, mà bazơ còn lại không có oxy thì chỉ có thể là amin thôi. Nếu nó là amino acid thì nó phải có oxy chứ đúng không nào? Đúng không? Nguyên hiểu ý cô nói không con? Đúng chưa? Nó vẫn sẽ có thể rơi vào trường hợp amin là amino acid nhá, chứ không phải là không có đâu. Đúng chưa? 0,2 này nhân 40 này cộng 0,1 nhân 23 cộng 62 này. Đó là 16,5. Đúng rồi, chính xác. Còn đáp án B, các bạn ra đáp án B là chính xác rồi đấy. B được. Ừ, rồi ok. Nguyên này con cứ bình tĩnh thôi, lúc đầu mới đầu học á thì sẽ hơi hơi kiểu sẽ kiểu như em ấy, vì em mọi người hay hay lo xa là có nhiều trường hợp như thế, biết lúc nào là cái nào, biết lúc nào là cái kia, hay là cô cũng làm quen rồi thì cô mới biết. Không phải thế đâu, các bạn sau này các bạn cũng sẽ như cô thôi, tin như vậy. Được chưa? Tiếp tục nhá, câu tiếp theo là câu số 4. Nhìn tiếp là câu số 4 nha. Câu số 4 này nó xuất hiện một cái chất nó hơi lạ, nhiều bạn sẽ quên đấy. Cái thằng X, bạn nhìn này, đun nóng cái hợp chất vô cơ X là CH4ON2 và chất hữu cơ là C2H10O3N2 với dung dịch NaOH dùng dư thì thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí. Ngoài cái việc là các bạn nhìn vào số oxy và số nitơ thì các bạn cũng cần phải dựa vào dữ kiện của đề bài mà mình xoay đi cái cách mà mình đi xây dựng công thức, các bạn hiểu không nào? Gồm hai chất tan trong đó có một muối T, nhận định nào sau đây là sai? Hai chất tan và có một muối T, nhận định nào sau đây là sai? Rồi các bạn nhìn nhá. Cái thằng chất vô cơ X, cái chất vô cơ là một chất vô cơ mà có C này, có H, có O với N. Cái chất này thì nhiều bạn quên rồi, các bạn còn nhớ cái thằng ure không? Công thức của ure. Ure của chúng ta chính là thằng NH2 tất cả hai lần CO. Đó. Đây là ure. Ure thì là thực ra cái thằng ure này các bạn có thể hiểu nôm na bản chất của gốc của nó là cái muối NH4 tất cả hai lần CO3, người ta trừ đi hai phân tử nước thì ra được thằng ure. Vậy nếu mà hòa tan cái thằng ure này vào nước thì là mình sẽ thu được cái muối này đấy, hiểu không nào? Đây NH2 tất cả hai lần CO chính là cái thằng này CH4ON2. Nếu các bạn gặp cái chất nào dạng nó bảo là chất vô cơ như thế này thì nó bắt buộc sẽ là ure. Các bạn ghi lại công thức của thằng ure này, mình có biết là nhiều bạn quên cái thằng này đấy. Ok chưa? Rồi vậy là cô xác định được luôn cái thằng x của cô bắt buộc cái x này khi mà cho cộng với NaOH dư đấy thì thu được cái gì? Ure mà cho vào nước thì là thu được cái muối này đúng không? Muối NH4 tất cả hai lần CO3. Các bạn cộng với NaOH thì đang chéo bình thường thôi, các bạn biết là ngay là mà thu được cái khí là khí gì? Khí NH3 đúng không? Cộng với lại gì? Khí NH3 này cộng với Na2CO3 đúng chưa, và cộng với nước. Ở bài này không cần tính toán nên cô sẽ không cân bằng nhé, các bạn tự cân bằng cho nó đỡ mất thời gian chưa. Rồi vậy là xong thằng X. Vậy cô biết là trong cái hỗn hợp khí Z của cô ấy có một khí chắc chắn sẽ phải là khí NH3 đúng chưa. Bây giờ mình reset cái thằng hợp chất hữu cơ Y còn lại. Bây giờ chúng ta nhìn vào thằng Y nha. Thằng Y cũng na ná, các bạn nhìn ngay câu 4 với câu 3 này. Ở bên trên là C2H8O3N2, đây là muối của thằng axit HNO3 rồi. Thằng này là C2H10, không thể nào là với axit HNO3 rồi. Các bạn hình dung không nào? Trần Đăng ngoài UG thì có cái nào đặc biệt nữa không cô? Có một cái đặc biệt nữa chính là, đấy, chính là cái thằng này. Nếu nó là bảo là muối vô cơ, đấy, thì chắc là cái thằng NH4 hay là CO3 các bạn thể biết gộp lại. Nó chính là thằng gì? CH8NO3.
Đấy, N2O3. Đấy, thằng này chính là muối amoni carbonate. Nó thằng này đặc biệt. Xem nào, vậy là chúng ta vừa xác định được. Quay lại đối với thằng Y nhá. Quay lại với thằng Y thì là cái thằng Y nó là không thể là muối của HNO3 được, mà lẻ oxy thì chỉ có thể là muối của gì thôi, H2CO3 thôi. Còn á, nhiều bạn sẽ thắc mắc là ơ nên em đâu em làm cái bài nào mà em không có câu số 3, giống câu số 3 thì để làm nào em suy luận được. Thì các bạn cứ làm như bình thường, đó là các bạn cho nó là muối của axit HNO3 với amin. Và chúng ta sẽ thấy là nếu các bạn trừ đi nhá, trừ đi. Ví dụ là nếu mà có chọn trường hợp nó là muối của HNO3 với amin chẳng hạn, thì các bạn lấy tổng số C này trừ đi thì là còn 2C đúng không? Vậy có biết là này C2, H là xem là H mấy? Đây là 3H này còn dư mấy H? 10 trừ 3 là 7, C2H7 đúng không? NH3, NO3. Đó. N đủ, O đủ nhưng mà H đủ, C đủ nhưng mà không có gốc nào là gốc C2H7, bởi vì gốc maximum là gốc của mình là CH5 nên nó không thể là muối của axit HNO3 được. Được chưa? Nếu mà bắt buộc phải là muối của axit H2CO3. Đây, ta nhìn này. Đây là muối của axit H2CO3. Muối của thằng H2CO3 mà các bạn nhìn này, bắt đầu nhìn này. Này nó, cái chất này nó có 2 nitơ. Vậy điều này chứng tỏ là cái hợp chất hữu cơ Y này của chúng ta này là nó sẽ nhận 2H cộng cả thằng H2CO3, là sẽ cộng với hai cái thằng có tính bazơ. Được chưa? Hai cái thằng có tính bazơ. Tại sao không biết là phải là hai thằng mà không phải là một thằng? Lý do là bởi vì này, các bạn nhìn thấy này. Tổng số C của nó là 2C. Và bây giờ cô đã mất một C và H2CO3 rồi. Vậy một cái thằng amin của cô bắt buộc sẽ có dạng là CH3 NH2. Đấy, là cộng một thằng này. Và thằng khí còn lại không có nitơ nào thì chỉ có thể là thằng, à không có carbon nào, cô xin lỗi, thì chỉ có thể là thằng NH3 thôi, để cho đủ mà. Các bạn cộng tổng mà xem có đủ không? Nhìn nhá, 3H này cộng 2H là 5. À, 5 cộng với 3 là 8, 8 cộng 2 đủ 10 chưa? Thì cái muối của nó có dạng là gì đây? CH3 NH2. Đúng chưa? À, NH3 cộng này, NH4 cộng. Cả hai gốc này liên kết cộng ion với gốc CO3 2 trừ. Để đấy hình dung nhau nào. Đó, đấy, như thế này. Thực ra cô cứ viết cái dấu gạch gạch này thôi, nhưng mà ý đây là liên kết ion nha mấy đứa. Cô viết gạch cho các bạn nhìn rõ là hai cái thằng này nó đang liên kết với gốc CO3 đấy. Hình dung nhau. Đó. Thì sau khi mà chúng ta xác định được xong axit này, các bạn chỉ cần lấy tổng số CH này, tổng số CH này trừ đi thì ra được hai cái thằng còn lại. Hiểu không nào? Cộng tổng nó là đủ là được. Vậy là cô xác định được cái đây là cái công thức của cái thằng Y rồi. Vậy thằng Y khi mà cho tác dụng với NaOH, Y mà cho tác dụng với NaOH thì sẽ thu được cái gì? Y là thằng này đúng không? Đây là Y này, Y mà cộng với NaOH thì chúng ta sẽ thu được các cái khí là CH3 NH2 đúng không? Khí A trả amin tương ứng là NH3 và muối là muối Na2CO3 đúng không? Muối là muối Na2CO3. Được chưa? Rồi, ok rồi. Đó, vậy là bây giờ chúng ta xem các cái nhận định nào đúng hay sai nhá. Hai khí trong Z là ammoniac và metinamin. Ý này đúng này, chính xác rồi. Muối T có công thức là NaNO3. Mình biết ở trong đây có hai chất tan, một là muối Na2CO3 và chất tan còn lại của chúng ta chính là NaOH đường dư á. Đây không phải là NaNO3 rồi, cái này sẽ là sai. Còn đây sai rồi. Chất Y có tính lưỡng tính, chất Y của chúng ta này. Chất Y này là muối của bazơ yếu và axit cũng yếu nốt luôn. Cả hai thằng đều yếu, thằng này là chất lưỡng tính. Nó vừa có khả năng tác dụng với axit và vừa có khả năng tác dụng với bazơ mà không có sự thay đổi về số oxy hóa. Các anh dung nhau nào. Cái này đúng. Và chất X tác dụng được với HCl thấy khí không màu thoát ra. Cái này cũng chính xác luôn. X chính là NH4 hai lần CO3. X mà tác dụng với HCl thì thu được CO2 và nước. Đó. Đúng rồi, các bạn chọn đáp án B là chính xác rồi đấy. Thế quyền đúng rồi đấy. Vậy là mình đã xong bốn cái ví dụ đầu. À, trọng nguyên sao Y cộng tới hai cái ạ. À, nhìn nhá nhá. Nguyên nhìn này con. Tại sao có biết là cộng tới hai cái? Lý do là bởi vì á. Thứ nhất là cái chất Y của cô là có 2 nitơ. Có 2 nitơ, 2 nitơ thì nó có thể rơi vào hai trường hợp. Một trường hợp là cái amin của các bạn là hai chức. Hiểu không nào? Thì đây hai trường hợp, một trường hợp là amin của mình á là hai chức. Là hai chức thì nó có dạng là RNH2. Đấy, NH2 như này. Đấy, là amin của hai chức. Hình dung ra không coi? Đó, một trường hợp là amin hai chức. Một trường hợp là cô xé nhỏ hai thằng amin ra, là mỗi một thằng là khác nhau. Nguyên hình dung ý cô đâu? Hiểu không nào? Ok chưa?
Nguyên hiểu không? Bây giờ chúng ta thử nhá, nếu mà nó là hai chức thì sao? Những trường hợp hai chức thì tại sao cô lại loại được? Bởi vì trước hết là bên trên cô đã xác định được là có một khí là khí NH3 rồi. Vậy khí còn lại bắt buộc là một thằng amin còn lại. Thế nhá, nếu mà nó là amin là muối của COH2CO3 với axit hai amin hai chức thì nó sẽ như thế nào nhá? H2CO3 các bạn cộng với thằng amin có dạng là RNH2 NH2 như này đúng không? Thì chúng ta sẽ thu được, cô biết luôn cái thằng R là CH2 luôn nhá. Bởi vì là còn có mỗi một C thôi mà. Tổng này có 2C và 1C rơi vào đây rồi. Vậy chỗ này còn có 1C thôi. Thực ra cũng chẳng cần viết, các bạn cộng lại em đủ đã đủ số số H chưa nhá? 2 này cộng với 2 cộng 2 là mấy? 2 cộng 2 là 6, tổng là 6 đúng chưa? 6 cộng 2 là 8. 8H ở trên này có 10H cơ. Nguyên hiểu hiểu không nào? Nên là chúng ta sẽ loại đi cái trường hợp này, mình cộng mình thử vào thôi, thử nhanh mà. Chưa nào? Còn á, còn một số thầy cô thì dạy theo đỗ bất bão hòa nữa, nói chung là bài này có rất là nhiều cách làm, tuy nhiên thì đối với cái phần đỗ bất bão hòa thì cô sẽ nói sau trong một cái buổi live khác. Này chúng ta đang định hướng tư duy cho các bạn hiểu cái bản chất các cái muối hoặc là các cái hợp chất như là este hay amino acid các thứ nó là như thế nào thôi, chứ hôm nay chúng ta chưa xét quá nhiều đến phần đỗ bất bão hòa. Được rồi, tiếp tục nha, chúng ta nhìn sang các cái câu tiếp theo. Đây, các bạn nhìn sang câu số 5, câu số 5 nhá. Cho hợp chất X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức là C2H7 NO2. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 và 0,2 mol hỗn hợp khí Z đây. Gồm hai khí đều làm xanh giấy quỷ ạ. Nào thì lại biết được luôn. Một thằng hợp chất mà tác dụng với bazơ lại sinh ra hai cái thằng có tính bazơ. Lại sinh ra được hai cái thằng có tính bazơ. Vậy điều này chứng tỏ là hai thằng X đều là muối rồi. Cô xác định được luôn là muối. Mà cái thằng X này của các bạn á, nó có ô chẵn này. Trần Nguyễn Vũ Phong học mà lác quá chắc em mất gốc rồi. Lác lắm hả? Thực ra là, cô biết là cái phần này nó khó ấy. Thấy nhiều bạn cũng ít hỏi. Cũng hơi dạ cũng cô sợ các bạn cũng hiểu thôi. Còn nếu không các bạn mà lag quá thì các bạn có thể về xem lại live, xem từ đầu đến cuối ấy, thì nó cũng đỡ, đang học lag thì cũng hơi ức chế. Các bạn có thể xem lại live cũng được. Tuy nhiên thì nếu có phần nào không hiểu thì các bạn có thể inbox trực tiếp để cô và các anh chị giải đáp cho mấy đứa. Ok không nào? Hơi buồn ha. Buồn gì? Hơi buồn thật. Quay lại nhá. Quay lại nhá. Thì là cái hợp chất hữu cơ này của các bạn ấy thì nó có hai oxy. Cô biết ở đây là muối của axit hữu cơ rồi đúng chưa? Mai Thế Quyền học phần này đau đầu quá. Thì có cái gì đâu có gì đơn giản đâu em. Tức là học thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái phần khó phần dễ, nó cái này cũng nghĩ là nó khó nhưng mà nó sẽ giúp các bạn tăng lên tư duy. Đã khó còn lát đúng rồi, đã khó lại còn lát, buồn ghê ấy. Quay lại nhá, thì á vậy ở phần này chúng ta biết là nó là muối của axit hữu cơ đúng chưa, nó muối axit hữu cơ thì ở đây nó chỉ có một nitơ thôi thì chắc chắn nó phải là muối của axit axit carboxylic rồi. Nó sẽ có dạng là RCOO rồi là H cho tác dụng với một thằng amin thôi, rồi phải NH2 thì thu được muối này sẽ có dạng là RCOO NH3 R phẩy đúng chưa. Đó, em không biết em ở hành tinh nào luôn. Thực ra các bạn mà các bạn không biết ở hành tinh nào thì cô cũng không biết là cô đang giảng cho những người thuộc hành tinh nào ấy này. Tại sao cô lại hiểu được cái này, có khi cô cũng không thuộc cái hành tinh cùng với các bạn nữa luôn đây này. Thôi cố gắng cái gì cũng phải có khó khăn đầu tiên dần dần mới hiểu được. Chưa, quay lại nhá. Quay lại này thì là cô xác định được cái dạng của hai cái thằng hợp chất hữu cơ này rồi đúng không? Nhưng các bạn quay lại nhìn này, nó hai khí thì khối hơi của Z đối với H2 là 13,75. 13,75. Thì á cái thằng M lớn trung bình của hỗn hợp Z các bạn tính ngay giúp cô, M lớn trung bình của hỗn hợp Z các bạn tính ngay giúp cô bằng 13,75 nhân với 2 thì nó bằng 27,5. Đó. À vậy trong đây chắc chắn nó sẽ phải có một cái thằng khí mà nó có số M lớn nó phải nhỏ hơn 27,5. Được chưa? Nhỏ hơn 27,5.
Tấn Lợi em lú luôn cô ơi. Em học phần này video sau em bỏ làm bài tập luôn, chờ cô với thầy Đức dạy lại. Ừ thì là cứ bình tĩnh thôi, cứ các bạn phải bình tĩnh thì nó mới hiểu được, còn trong đầu các bạn cứ có luôn có một cái cảm giác là phần này nó khó quá, nó khiến cho mình khó chịu quá ấy, thì tức là cái tâm lý trong đầu đã không muốn học rồi ấy, thì lúc mà để tiếp thu nó vào nó sẽ hơi khó một tí. Chưa, hằng hằng đúng rồi, ra cô cần những cánh tay của những bạn đang 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 đang, đang mở rộng bộ não để tiếp thu những cái này nào. Cứ đòi lấy phi thuyền, phi thuyền đi thì học hành cái gì nữa. Đúng rồi, thì sau đây sẽ có một thằng khí là nó có phải có M lớn nhỏ hơn 27,5, chỉ có một khí duy nhất làm xanh quỷ ẩn mà nhỏ hơn 27,5 thôi là thằng NH3. Vậy hình dung ra không nào? Vậy là cô biết là một thằng amin sẽ có dạng đây, và phải cô phải là NH3 à, H rồi. Vậy suy ra trong kết hợp chất X là sẽ có một chất sẽ có dạng như thế này là CH3 COO NH4. Đó. Để sinh ra được khí NH3. Các bạn hình dung không? Chưa? Đấy là một chất trong thằng X. Tiếp tục nhá. Tiếp tục. Đúng rồi, thằng hằng đúng rồi các bạn. Tiếp tục với cái thằng amin còn lại. Thằng amin còn lại cô bắt buộc chỉ có thể là thằng CH3 NH3 thôi. Được chưa nào? Chỉ có thể là thằng CH3 NH3 thôi. Lý do là bởi vì tổng này có 2 C thôi. Mất một C và axit rồi thì tối đa axit chắc chắn là phải có một C rồi. Vậy cho ra cái thằng amin còn lại chỉ maximum và chỉ còn một C thôi. Vậy chúng ta xác định được luôn cái thằng còn lại axit mà có một C chỉ có thể là HCOH thôi. Đúng không? NH3 là gì? CH3. Đúng rồi, đó. Các bạn thấy là dần dần nó cũng ok hơn mà. Đúng không ta? Hay là dần dần thì nó lại cứ dần dần nó lại càng muốn đi về sao hỏa của nó luôn. Đó, vậy là chúng ta đã xác định xong được hai cái chất này rồi. Vậy các bạn cũng tìm được hai cái số mol hai khí này không? Hoàn toàn được đúng không? Ta có tổng số mol rồi này, ta có M lớn rồi, các bạn tính là số mol hai khí như thôi. Ví dụ nhá, cô gọi số mol này là A đi, này là B. Vậy hai cái khí NH3 và CH3 lần lượt cô cũng sẽ là AB. Chưa? Cô ơi, amin còn lại là CH3 NH2 chứ cô. Ờ à, đúng rồi, cái này cô ghi nhầm hình NH3 đấy, NH2 nhá. Chứ không phải là NH3 đâu. Ok chưa? Trần Đăng đúng rồi. Cô rất tuyên dương Trần Đăng bởi vì nãy giờ trong lúc lát em vẫn tập trung nghe cô nói, nhưng không tập trung đi tìm xe của em để đi về sao sao hỏa sao kim sao mộc gì đó. Xong rồi đúng không, bây giờ chúng ta đi tính số mol từng thằng để đi tính muối thôi nhá. Thì ta có đầu tiên này, hai cái khí khí của chúng ta sẽ là khí NH3 và khí số 2 là CH3 NH2. Số mol này là A mol hay là B mol, thì ta lập được phương trình thôi. Ta có A cộng B bằng 0,2 17A là khối lượng của thằng NH3 này, cộng với 31B là khối lượng của thằng metinamin à etin metinamin này thì sẽ bằng bao nhiêu? M lớn là 27,5 nhân với tổng số mol là 0,2. Đó thì các bạn tính là AB. Giờ ấn máy giúp cô xem nó bằng bao nhiêu. Hằng hằng đúng rồi các bạn. 0,05, A bằng 0,05 và B bằng 0,15. Đó. Vậy là cô tìm số mol từng thằng này, một 0,05 này, hay là 0,15. Thì cái muối của chúng ta thu được bây giờ lát quá, nút em cứ ấn liên tục. Thực ra ấy là cô cũng không quan trọng lắm về cái việc là, thực ra cô vẫn thích là các bạn học trực tiếp hơn, vì nếu có cái phần nào mà các bạn không hiểu ngay thì các bạn có thể phản hồi luôn. Còn nếu không mà nó quá lag ấy, trong trường hợp có quá lag thì các bạn có thể out ra và lát xem lại cũng được. Ok chưa? Trần Trinh khi làm like lại dạy cô. Đúng là cô lịch của cô đổi sang thứ ba nha mấy đứa. Thứ ba hàng tuần ấy thì chúng ta sẽ có buổi live về cái phần buổi live hóa của cô. Thầy Đức thì sẽ là chủ nhật. Sao bạn buộc dậy? Ok chưa nào? Đây, chúng ta có hai muối nữa là muối gì? CH3 COO Na đúng không? Và phần viết phương trình thì cũng nghĩ là các bạn ổn đúng không nào? Và muối số 2 sẽ là HCOO Na. Được chưa? Lát nghe em vào lại áo cô. Ừ, cảm ơn em. Nếu mà lát quá không xem được thì các bạn có thể xem lại cũng được nhá mấy đứa. 0,05, thằng này sẽ là 0,15. Tính muối thôi, các bạn ấn máy đi.
0,05 các bạn nhân với 15 cộng 44 cộng với 23 cộng với 0,15 nhân 45 cộng 23. Số lượng muối bằng 14,3 gam. Được chưa nào? Đó. Ok chưa? Đúng rồi, hàng hàng chính xác rồi đấy con. Là mình đã xong cái ví dụ số 5. Tắt hết đi nha. Sao mình biết là ra HCOO CH3? Cô rất cảm ơn những câu hỏi của Trọng Nguyên luôn đấy, thật sự. Bởi vì cô chỉ sợ các bạn không hỏi thôi, vì nếu các bạn không hỏi cô cũng không biết là các bạn đã hiểu hay chưa. Xuân đạt phần khó nên không muốn bỏ lỡ cô ạ. Tôi cứ biết điều đấy mà, nhưng mà cô sợ là các bạn xem mà cứ bị lag ấy, giật. Nghe cô bảo ví dụ cô bảo là chất này không thể là, thì lại nghe thành chất này là lại chết. Thì nhờ Trọng Nguyên đúng không con? Nguyên nhá, thì cái chất đầu tiên thì là CH3, chất đầu tiên là CH3COO. NH4 thì con hiểu rồi đúng không? Chất số 2. Chất số 2 là Phan Thanh Đức, cô cho sáng thêm tí ạ. Vẫn tối à? Tối lắm à? Đây để tôi sẽ tăng sáng lên nhé. Sợ sáng quá thì các bạn nhìn mà con bị lá rồi. Đó. Với thằng số 2 tại sao cô biết là cái thằng HCOO đúng không? Tại vì nhá, trong hai cái thằng amin thì cô biết là một thằng là ammoniac rồi, một thằng còn lại bắt buộc phải là cái amin này thôi. Không còn cái amin, không còn cái khí nào mà có số C lớn hơn nữa. Nguyên hiểu ý cô nói không nào? Đây có một C, tại vì tổng nó chỉ có 2C mà ít nhất cái phần axit này của mình phải có một C. Đúng chưa? Để cô tìm được cái thằng amin còn lại là CH3 NH2. Sau đó thì cô lấy tổng thằng này cô trừ đi thôi. Tổng có 2C đúng không? Rơi 1C và amin rồi, vậy axit của cô còn 1C. Axit mà còn 1C thì chỉ có thể là axit HCOH thôi. Sau tác dụng với thằng amin là CH3 NH2 thì con sẽ thu được cái chất, cái chất của con ấy sẽ có dạng là HCOO NH3 và gì? CH3. Nguyên hiểu không con? Hình dung được chưa? Tức là cô nói rồi, là nếu mà em tìm ra được một trong hai phần, một là axit này, hai là amin, thì em cứ lấy cái chất đó, em trừ cái thằng này đi thì em sẽ ra cái chất còn lại. Hiểu không Nguyên? Lấy tổng thằng C2H7NO2 này, trừ đi cái thằng CH3NH2 em trừ đi là xem. 2C trừ đi 1C là còn 1C đúng không? Đúng chưa? 7H là trừ đi 5 thì còn 2H. Đúng không? Đấy axit mà còn 2O, C2H2O2 thì chỉ có thể là HCOOH thôi. Rồi ok, cảm ơn Nguyên, cảm ơn em. Rồi đây là câu số 5 nha, rồi chúng ta tiếp tục nhá. Chuyển qua câu tiếp theo là câu số 6. Câu số 6 này, hỗn hợp X gồm muối Y. Hỗn hợp X gồm muối Y có công thức là C4H14O3N2. Đúng rồi ơi, não con người hơn 1 tỷ. Người bên bé không nhớ nổi công thức. Thực ra ấy, não con người thì bộ não rất là rộng, nhưng mà chắc gì là đã sử dụng hết 100% não bộ đúng không? Các bạn mấy đang sử dụng có một lượng nhỏ phần trăm não bộ của mấy đứa thôi, chưa làm gì đã sử dụng hết. Muối Y này các bạn nhìn này, cái thằng Y này của chúng ta thì là O3N2, muối vô cơ rồi, của axit vô cơ rồi. Thằng Z là C2H7O3N. Đấy, C2H7O3N. Đun nóng M gam X cần vừa đủ. Từng này nó ao hắc các thứ. Thu được hai amin kế tiếp nhau lại đồng đẳng. Tỷ khối của T so với heli là, T là hai cái thằng amin á, là 8,75. Đến đây á. Đến đây thì là chúng ta phải đi tính M lớn ngay để chúng ta đi chặn hai cái thằng amin. Cũng nói rồi, nếu mà tìm được một trong hai phần axit hoặc là bazơ là cũng đã may mắn rồi đúng không? Bạn đi tính luôn cái M lớn thằng amin đi. M lớn trung bình của hỗn hợp T này của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ lấy 8,75 các bạn nhân với heli là 4 nha. Hôm nay em vẫn nhức đầu. Không sao không sao, các bạn về giờ xem lại cũng vẫn ok nhá. 35, M lớn của T bằng 35. Vậy là trong hai hai amin của chúng ta ấy, phải có một thằng amin có M lớn phải nhỏ hơn 35 và một thằng amin có M lớn phải lớn hơn 35 và phải liên tiếp nhau. Mà như thế mà liên tiếp nhau thì chỉ có thể là một thằng sẽ là CH3NH2. Các bạn nhớ trong đầu, lại thêm khoảng mấy gigabyte nhớ trong đầu giúp cô là cái thằng CH3NH2 M lớn nó là 31 nha. Nhớ giúp cô cái này. Nó là cái thằng nhỏ nhất đấy.
Và cái thằng liên tiếp nó thì phải là C2H5 NH2 thôi. Đó, vậy là cô tìm được hai cái amin thu được ở đây rồi. Này là bao nhiêu đấy? 31 các bạn cộng với 14 là đi 45. Ừ, rồi này là 45. Được chưa? Hàng hàng đúng rồi, chính xác. Rồi ok. Vậy là chúng ta tìm được hai amin rồi, bây giờ chúng ta quay lại đi tìm công thức của hai cái thằng kia. Bây giờ muốn tìm công thức của hai cái thì chúng ta làm thế nào? Bây giờ các bạn nhìn nhá. Đi thi ấy, thì nên nhìn vào cái thằng nào có ít số C hơn trước, được chưa? Nhìn là ít số C hơn trước, nhìn thằng Z trước, chúng ta xác định cái thằng Z trước. Thằng Z là C2H7O3N, được chưa? Z là C32H7O3N. Thằng này á, nó chỉ có nó là O3 cho nên là muối của axit vô cơ rồi, đúng chưa? Vô cơ thì ở đây cô sẽ chọn là axit H2CO3 chứ cô không chọn HNO3 với amin. Lý do đơn giản là bởi vì nó chỉ có một N thôi. Nếu mà HNO3 đã có một N rồi nhá, cộng với một thằng amin lại thêm một N phải 2N cơ, đúng không? Thế nên là đây cô chọn đây là muối của axit H2CO3 với cái thằng amin. Một amin thì chỉ có thể là một trong hai amin này thôi. Một trong hai amin là CH3NH2 với C2H5NH2. Thì chắc chắn là cô không thể chọn thằng này được bởi vì đã mất một C vào đây rồi thì chỉ còn lại một C thôi. Amin chắc chắn phải là CH3NH2 rồi. Thì cô sẽ thu được cái muối này, các bạn nhìn này, nó chỉ có một N, sau đó nó chỉ lấy được một H cộng của thằng H2CO3 thôi. Nên là đi từ bản chất mà ra đó. Thì nó sẽ có dạng là CH3NH3 và gì? HCO3. Các bạn hình dung ra không nào? Đấy, thằng này chính là thằng thằng Z. Các bạn hình dung được chưa? Đó, và đếm lại xem mà đủ cho nhá. 2C này, đúng không nào? 7H này và 3O. Ok rồi đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn vào thằng Y. Thằng Y là C4H14O3N2. Lúc này là O3N2. Tuy nhiên thì nó phải xuất hiện cả cái thằng amin là C2H5NH2 rồi. C2H5NH2. Bây giờ các bạn có thể đi thử cái trường hợp nó là muối của axit HNO3 nhá. Các bạn thử cái trường hợp là muối của axit HNO3. Nếu mà là muối của axit HNO3 ấy, cô sẽ loại ngay, nhưng mà cô mới viết ở đây bởi vì thế nào tí cũng có bạn hỏi. Thì cô mới viết trước này, nếu mà là của thằng HNO3. Đúng không? Mà amin cô biết chắc chắn là phải là amin C2H5NH2 rồi. Thì nhìn là đã không đủ số C rồi, đúng không? Bạn thấy không? Nhìn là cô không đủ số C bởi vì tổng số C của nó là 4 cơ. Không được. Thế chắc chắn không phải là muối của axit H2O3 rồi. Nên suy ra, chúng ta suy ra nó là muối của axit gì? H2CO3. Đúng không? H2CO3. Giờ các bạn lại nhìn nha. H2CO3. Và lúc này có 2 nitơ là à 2 nitơ là nhận cả AH cộng luôn. Là lại cộng với hai cái thằng amin, đúng chưa? Cô lại xé ra hai amin ra nha. Một amin là CH3NH2 và một amin là C2H5NH2. Có nhiều bạn bảo tại sao cô biết là cô xé ra trọng nguyên. Ừ thì ra cái bạn mà cô bảo đấy có thể là nguyên cũng có thể là những cái bạn khác, nhưng mà cô nghĩ là thế nào các bạn cũng sẽ hỏi, nhưng mà nên là cô sẽ nói luôn để các bạn đỡ phải comment sợ lại bị lát. Nguyễn Văn Vinh thiếu CA thiếu CA đúng rồi, chính xác, thiếu C đúng rồi đấy. Thì bây giờ các bạn lại thế nào cũng sẽ có bạn hỏi là tại sao cô biết cô xé nhỏ thành hai thằng này, đúng chưa? Tại sao nghĩ hai thằng này, lý do đơn giản là bởi vì bây giờ nhá, các bạn nhìn tổng có 4 C đúng không, và cô đã mất một C vào đây rồi, vậy chia ra còn 3 C. 3 C thì nó phải là 2 cộng 1 thôi, đúng không? Cần đang nhìn số H lớn hơn những trường hợp HNO3 trường hợp 21, đúng rồi đấy. Đấy cũng là một trong những cái mẹo chúng ta nhận biết ra được. Rồi ở đây thì là các bạn sẽ có cái muối này sẽ là muối gì đấy? Nó viết lại thôi là C2H5NH3 đúng không? CH3NH3 và gì? Cả hai này gắn với gốc CO3, cô cứ viết hai gạch cái thôi, nhưng các bạn phải hiểu giúp cô là nó không phải là liên kết cộng hóa trị đâu nhá, mà nó là liên kết ion. Thằng này là dương dương 1 dương 1 và thằng này là âm 2. Đúng nào? Đúng chưa? Đó. Vậy vậy là chúng ta đã xác định xong công thức của hai cái thằng này rồi. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta tìm cái gì? Là giá trị của M, là khối lượng của cái hỗn hợp ban đầu. Đúng chưa? Nó bảo là tác dụng vừa đủ với nào hết. Đây, có này. Cô gọi số mol thằng này là A đi, gọi số mol thằng này là B. Ok chưa? Cái thằng đầu tiên là nó tác dụng với nào hết theo tỷ lệ mol là 1:2 đúng không? Vậy số mol NaOH của cô sẽ bằng cái gì? Bằng 2A này cộng với thằng số 2, các bạn nhìn này, một âm một dương, thì NaOH nó sẽ nhảy vào cái chỗ giữa này để tách hai này ra. Được chưa? Trần Nguyễn Vũ Phong, cô tưởng Phong đi đâu lâu rồi chứ nhỉ? Ủa em tưởng. Ừ, em tưởng H2CO3 cộng với 1
C2H5. Úi rồi, Phong sao lại 2H2CO3 được? Vì nếu mà các bạn cho hai cái thằng H2CO3 thì tổng ta sẽ có 4H cộng, đúng không? Tổng các bạn sẽ có 4H cộng, đúng chưa? Sao đủ? 4H cộng vào đây chỉ có một nitơ là không có đủ. Đúng chưa nào? Ủa sao mình biết cái nào cũng cho H2CO3 dạy cô? À, sao mình biết? Đấy, nãy cô đã nói là nãy giờ cô nói hết giờ là thế nào cũng có bạn hỏi, cô giải thích xong rồi nó vẫn lại hỏi. Ủa tôi tưởng ông đi luôn rồi chứ. Đây thì nhá, vừa rồi á là cô chứng minh cái trường hợp thằng Y là không thể là của HNO3 được rồi đúng không? Được chưa? Nếu mà là của HNO3 thì bắt buộc cái amin còn lại cô chỉ có thể là amin này thôi. Các bạn còn phải để ý đến cái số H cộng và số nitơ nữa. Các bạn hình dung ra không nào? Được chưa? Còn cái thằng ở bên dưới thằng Z của cô á, thằng Z thì cô biết chắc chắn cái amin của cô là thì CH3 NH2 rồi. Thì cô lấy tổng cái thằng C2H7O3N, cô trừ đi thằng này thì cô ra H2CO3 thôi. Được không nào? Các bạn hình dung ra chưa? Tấn Lợi hiểu hiểu cho em. Thế nào? Thì nhá, NaOH chúng ta quay lại, NaOH thì bằng 2A cộng với 1B thì bằng bao nhiêu con? Không phải, NaOH là 0,4 mol đúng chưa? Và cái thứ hai là M lớn trung bình của hai cái thằng khí này. Các bạn có thể tính đường chéo cũng được. Ta có 31, một thằng là 31 này, là CH3NH2. Một thằng là bao nhiêu? C2H5NH2 là 45, đúng không? Thằng là 45. Thì là M lớn trung bình của thằng này là bao nhiêu? 8, 35, 35. Thế các bạn trừ đi thôi. 45 trừ 35 là 10, 35 là 4, tỷ lệ là 10 phần 4, đúng không? Thì á, các bạn thấy này, số mol CH3NH2 chúng ta tính như thế nào? Cái thằng Z cho một thằng CH3NH2 nha. Thằng Y cũng cho tương tự này. Vậy ta sẽ có gì? N của CH3NH2 của các bạn sẽ bằng A cộng với B. Ok chưa nào? N của C2H5NH2 của các bạn sẽ bằng bao nhiêu? Bằng A thôi. Đúng chưa? Bằng A thôi. Tỷ lệ cái này thì bằng 10 phần 4. Từ đó các bạn tính có hai công trình AB thì các bạn giải được giá trị A và giá trị B xem nó bằng bao nhiêu. Ok chưa? Chúng ta thử ấn máy xem AB bằng bao nhiêu ha. À, từ từ, khoan nha. Cái NaOH ta tác dụng vừa đủ tức là cái thằng HCO3 này cũng có thể tác dụng với NaOH thì ở chỗ này sẽ là 2A cộng 2B nha mấy đứa. Bởi vì thằng này nó có HCO3 trừ nó vẫn có thể tiếp tục tác dụng được với OH trừ. Được chưa? Thì A của mấy đứa sẽ bằng 0,08 và B sẽ bằng 0,12. Đó, các bạn có AB rồi thì chúng ta quay lại tính cái khối lượng bình thường thôi. Tấn Lợi, rồi ok. Trọng Nguyên, em chưa hiểu chỗ A cộng B trên A. À, thế đây nhá. Thì ở đây cô có cái M lớn trung bình của cái hỗn hợp khí cùng hai cái amin này của cô á. Được chưa? Có M lớn trung bình của cái hỗn hợp khí thì cô đi tìm cái tỷ lệ số mol giữa hai khí. Ok chưa nào? Tỷ lệ số mol giữa hai khí là 10 phần 4. 31, 35 trừ 31 là 4 nhá. 45 trừ đi 35 thì là 10. Tỷ lệ hai khí này. Mà số mol của cái thằng CH3NH2 của các bạn ấy, CH3NH2 này, thì bằng cái gì? Thằng này sinh ra được một thằng CH3NH2 là A mol nhá. Thằng này cũng sinh ra được một thằng người là B mol thì tổng số mol này là A cộng B được chưa? Tương tự này, C2H5NH2 số mol thằng này là chỉ do thằng này sinh ra thôi là A mol. Nguyên hiểu ý cô nói không? Và nhớ cái đường chéo này không Nguyên? Hình dung ra không em? Khi mà người ta cho mình cái M lớn trung bình thì mình có thể sử dụng đường chéo là các bạn tính tỷ lệ. Được chưa? Còn không á, các bạn mà không muốn dùng đường chéo thì các bạn có thể ấn hệ thôi. Các bạn coi như là tỷ lệ tổng số mol nó là 1:1 để xem là mối quan hệ số mol nó bằng bao nhiêu. Ừ, em hiểu rồi. Ok. Bây giờ chúng ta có số mol là các bạn ấn cái khối lượng ra thôi. 0,08 này nhân với C4 này H14O3N2 0,12C2H7O3N. Khối lượng của nó là 22,2. Mấy bài này còn đau đầu hơn mấy bài tính toán đúng rồi chính xác. Cái việc á là chúng ta tính thì nó rất là dễ, viết phương trình nó cũng dễ nữa.
Nhưng mà có mỗi cái là các bạn phải đi suy ra cái công thức của nó thì khó thôi. Được cũng có một tí. Về nhà xem khoảng 2-3 lần cho nó cũng free mà đâu có mất cái gì đâu đúng không? Các bạn nào xem kỹ lại cho nó dễ hiểu hơn ha. Tiếp tục nha. Hằng hằng chính xác rồi con. Tiếp tục chúng ta nhìn sang câu số 7. Câu số 7 lúc này nó nhằng nhằng hơn một tí xíu. Bạn nhìn vào câu số 7 đi. Cái câu số 7 này của các bạn thì là nó số oxy nó to, các bạn để ý thấy không? Một thằng O5 lận đó, hai thằng đều là O5. Bây giờ chúng ta xem là cái nó xin lỗi vì cô đang dùng cái bảng nhà nó hơi rung lắc một tí. Câu số 7 nhá, các bạn đọc đề đi. Hỗn hợp E của các bạn gồm C4H12O5N2, C4H12O5N2 và một thằng là C 3H11 O5N3. Phương trình khác vẫn ra. À, cũng được, không sao. Cô đọc comment của mấy đứa toàn phải dùng chào Phùng Thế Tùng. Chào em, chào Tùng. Đây các bạn đọc đề này. Hỗn hợp E của mấy đứa này, hỗn hợp E của chúng ta này gồm C4H12O5N2. Đây là thằng X này. Thằng Y của các bạn là C3H11O5N3. Được chưa? À, cô nói rồi đi thi thì nên dựa vào cái thằng mà nó có có số C ít hơn thì đi biện luận nó trước. Thì tại sao ở đây cô lại dựa vào cái thằng số C ít hơn? Bởi vì các bạn đi thấy nhá, cả hai chất này mà tác dụng với NaOH lại chỉ sinh ra một cái thằng amin thôi. Thì cô từ cái thằng nhỏ để cô tìm ra cái thằng amin đó là thằng nào. Bạn hình dung ra nào. Nguyễn Văn Huynh có thể là axit vô cơ với amino acid. Rồi, chính xác. Em đang một ngôn ngữ khó hơn môn Anh. Thực ra là hóa hóa thì ít nhớ hơn nhưng mà nó cần tư duy hơn một tí. C3, à bây giờ tôi nhìn vào thằng C3H11O5N3 trước nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái thằng này có 3N lận á. 3N chúng ta để ý nhá. Thì á, thằng này sẽ phải là một muối của thằng amino acid. Có biết thằng amino acid ở giữa đây? H2N RCOOH. Được chưa? Đó, là cô đã có hai oxy rồi. Vậy còn lại là cô còn thiếu 3 oxy nữa. Đúng không? Còn lại là còn 3 oxy nữa. Thì 3 oxy của cô thì có thể là của axit H2CO3, cũng có thể là của axit HNO3, nhưng trong trường hợp này thì cô sẽ chắc chắn là cô khẳng định luôn nó là của axit H2NO3. Lý do là bởi vì số N của cô nó to thế này cơ mà. Đúng không? H2CO3 thì không có N nào. Thế cho nên cô sẽ để thằng HNO3 ở bên này để cho nó cộng với cái phần amin đây. Được chưa? Tiếp tục này, cô còn có am còn thiếu một N nữa thì phải có amin đúng không? Thì là cộng với một thằng NH2R'. Ok chưa? Rồi nha. Thì bây giờ cô chia ra thôi, cô tính xét số C thôi. Vì nó bảo là thu được amin mà. Số C tổng có 3C nhá. Amino acid thì ít nhất là phải có 2C rồi. Ít nhất là phải có 2C đúng không? Để các bạn cộng vào nhá. Thằng này có 2C vậy amin còn lại cũng chỉ ít nhất 1C. Nó là trường hợp nhỏ nhất luôn á. Vậy là cái thằng Y của cô sẽ có dạng là gì đây? NH3 mà cộng vào đây thì cô viết lại nhá, là NO3 trừ này, NH3 cộng này, đúng không? CH2 đúng không? COO đúng chưa? 1H cộng vào đây thì thành NH3 CH3. Giờ chúng ta đi check số C, số H, số O xem đã hiểu chưa nhá. Số H của chúng ta là 11H này. 3 cộng 2 là 5, 5 cộng 6 đủ 11 rồi đúng không nào? Đó, vậy là chúng ta đã xác định xong cái thằng Y rồi. Các bạn hình dung ra chưa? Rồi nha. Tiếp tục này, cái thằng x của chúng ta là số 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 n ít hơn nên là rất là dễ là muối của axit H2CO3. Đúng chưa? Rất là dễ là muối của axit H2CO3. Bây giờ chúng ta xét cái thằng x. X thì cô viết xuống dưới nhá. C4H12O5N2. Đây, cái thằng x của cô ấy thì nó cũng sẽ phải là một muối của axit hữu cơ với muối của axit hữu cơ với cả axit vô cơ rồi. Cái axit vô cơ cô chọn là thằng H2CO3 là không có N, đúng không? Vậy là còn 2N còn nguyên thì nó cũng sẽ phải là muối của amino acid thôi. RCOOH H2N. Thì cô sẽ vớt cái thằng H2CO3 sang bên này để tí nữa phản ứng với thằng H2N. Và tất nhiên phải có một thằng amin ở bên này nữa đúng không? Và amin thì cô biết rồi, nó chính là thằng CH3NH2 thôi,
đúng không? Tại vì nó chỉ sinh ra một amin thôi mà. Trọng nguyên y phải vừa cộng amino acid với amin luôn hả cô? Đúng không? Chính xác. Lý do tại sao có biết được điều đó, bởi vì con nhìn lên tổng số n nhá, tổng số n có n, có 3 n, amino acid mới có 1 n nhá, HNO3 thêm vào mới được có 1 n, vậy vẫn còn thiếu 1 n từ thằng amin, được chưa? Trần Nguyễn Vũ Phong Phong vừa rồi chắc ao ra ao vào một lúc thì cũng sẽ hơi hơi khó một tí á. Bạn cộng từ từ cũng được á? Đúng rồi, chính xác, cộng từ từ cũng được. Ở đây là cô đang cộng từ từ nhưng mà cô đang đặt cái thằng amino acid ở giữa, do là thằng này có cả hai cái gốc acid và gốc bazo luôn. Bạn hình dung không? Thằng bình em thằng bình cứ bình tĩnh cho nào, quay lại nhá. Thì á, ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Bây giờ các bạn trừ đi thôi, tổng số C, số H của nó là mấy C? Chú ý nghe với viết lại thì sẽ hiểu hơn từ cái ví dụ thứ hai, thứ ba rồi đấy mọi người. Thì đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Thì bây giờ nhá, chúng ta thực ra ấy là không, chú nghe đi mọi người. Thực ra thì là cái này cô nói rồi, cô không dạy công thức, thế nên cô đoán là nhiều bạn cũng sẽ thấy hơi hơi hụt hẫng một tí. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe kỹ một tí, các bạn đã thấy là cô đang dạy cho các bạn cái hướng tư duy ấy. Bởi vì đề thi mỗi năm thì nó sẽ dần dần nó cứ tăng dần cái mức độ khó lên ấy, nó sẽ xoay đi để cho các bạn phải hiểu thì các bạn mới làm được. Thế nên là cô muốn là các bạn hình dung ra từ 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 cái này này đó. Về nhà có thể xem lại, xem kỹ lại, được chưa? Bây giờ thì chúng ta nhìn này này, ở đây nó chỉ có 2 n thôi, tổng bằng thằng x của cô chỉ có 2 n thôi. Ở đây có 1 n nhá, ở đây có 1 n, vậy là điều này chứng tỏ là cái thằng H2CO3 của cô chỉ cung cấp được 1 H cộng này thôi, đúng không? Vậy chỗ này thì cô sẽ viết dưới dạng là HCO3 trừ này NH3 một cộng ở đây này, R này COO NH3 gì đấy, CH3. Các bạn hình dung nhá, ok chưa? Bây giờ đi đếm nhá, đếm số C nhá. Thì các bạn nhìn này, 1C này, 2C này, 3C mà tổng là C4. Đúng là vừa rơi 1C vào đây không? Thì vậy cô biết được cái dạng góc R cô sẽ còn 1C là CH2 thôi, đúng không? Vậy là sẽ còn là HCO3 trừ này NH3 CH2 và gì? COO NH3 và CH3. Đó, các bạn hiểu chưa nào? Ok chưa? Bây giờ chúng ta check lại xem là đủ số CH thế nhá. H trước nha. 1H này, 3H là 4 này, 4H là 6 này. 6 cộng 16 đủ 12 rồi đúng không? Hiểu chưa? Đấy là thằng X đấy. Thằng X của các bạn là đã đủ 12H rồi. Vậy là bây giờ có, đây là công thức của X rồi này. Đây là công thức của X rồi này. Đây là công thức của Y ta. Đây là công thức của Y nhá. Hiểu chưa? Thì bây giờ hai này nó bảo là cho, thì câu số 7 mà, cho tác dụng với NaOH, hoàn toàn với dung dịch NaOH, đại thu được chất kháng kha thì rất có thể là NaOH nó còn dư á. Thì thằng này cho tác dụng với NaOH thì nó hỏi giá trị của M, M là cái khối lượng chất kháng kha sau phản ứng. Thì ở đây ta có tổng khối lượng của hai này là 5,06 thôi. Các bạn nào có thể đi tính muối cũng được, hoặc là các bạn đi bảo toàn khối lượng cũng vẫn ok nha. Ở đây nhá, cái hỗn hợp X này của mình á, là hỗn hợp E có gì nữa, khi mà cho cộng với NaOH, cộng với NaOH thì sẽ thu được cái gì? Cộng NaOH thì thu được vào trọng nguyên sa chất X, mình lại không lấy HNO3 cộng với amino acid thôi ạ. À rồi, ok rồi, Nguyên có một cái câu hỏi cũng rất là hay, là tại sao không lấy HNO3 cộng với amino acid thôi ạ. Đây, bây giờ cô sẽ dạy cho các bạn một cái hướng này thì cô nghĩ là các bạn sẽ thích hơn ấy, là các bạn tư duy rồi nhá. Các bạn cứ đi tính độ bất bão hòa giúp cô, đi tính độ bất bão hòa giúp cô nha. Thằng này là C4H12O5N2 đúng không? Bây giờ tính đi, 2 nhân 4 này cộng với 2 trừ đi H là 12 cộng với nitơ là 2. Tất cả lúc này mày đều chia đôi ra. Được không? Thực ra là Nguyên thắc mắc thì cũng vẫn được, có 2N thì vẫn có thể là cụ muối của amino acid với HNO3 cũng vẫn ok, vẫn có đủ thành 2N. Nhưng mà tại sao cô biết là nó có hai cái phần muối, hai cái liên kết ion như vậy? Nên các bạn tính độ bội ra nhá. 2 nhân 4 này cộng với 2 này trừ cho 12 này cộng 2 này chia đôi ra thì nó vẫn bằng 0, được chưa? Ok không? Nó bằng 0. Được chưa nào? Bây giờ nhá, nãy cô dạy các bạn là cái độ bất bão hòa của muối nó sẽ hơi lạ một tí. Bất bão hòa nó sẽ bằng tổng số liên kết pi của các bạn nhưng phải trừ đi số liên kết ion, được chưa? Tổng số pi và các bạn trừ đi số liên kết ion. Bây giờ cô sẽ thử
cho Nguyên xem cái trường hợp là tại sao nó không thể làm muối giữa amino acid với H2NO3. Nhìn này, nếu mà là muối của amino acid này, H2N này, ví dụ như thế này, RCOOH, nó còn cộng với HNO3 ở đây đúng không? Lúc này các bạn phải nhớ một chút, đổ bộ một tí. Cái gốc NO3 của mấy đứa ấy là nó có một pi nhá mấy đứa. Gốc NO3 của các bạn là có một pi, được chưa? Gốc COOH của các bạn là cũng có một pi nhá. Ok không? Nếu mà Nguyên chọn cái trường hợp nó là muối của amino acid với HNO3 thì con tính đổ bộ như sau nha. Gốc này này có 2 pi đúng không? Nếu mà hai cái này cộng vào với nhau thì thu được cái sản phẩm nó sẽ có gì? 2 pi đúng không? 2 pi này. Và nó có bao nhiêu liên kết ion? Các nhìn nhá. Giữa một axit với một bazơ thì nó sẽ có một cái liên kết ion thôi. Các bạn hình dung ra 2 pi mà trừ đi một liên kết ion, một ion thì nó mới bằng mấy? Nó bằng một, nhưng thực tế mình tính là bằng không thôi. Vậy là sẽ là vô lý. Ngay từ đầu chúng ta đã nói với nhau là nó sẽ phải là một muối của axit vô cơ với một axit hữu cơ. Mà vô cơ nào cũng có một pi, kể cả là CO3 hay là NO3 đều có một pi. Hữu cơ nào cũng sẽ có một pi trong COH. Vậy một pi cộng với một pi tổng là 2 pi. Sau đó chứng tỏ nó phải có hai liên kết ion để bù vào hai cái pi đó cho độ bất bão hòa của mình phải bằng không. Các bạn hình dung nhau nào, hiểu không? Đó, thì bây giờ đó là lý do tại sao mà cô sẽ điền hai cái liên kết ion ở chỗ này. Đấy, chỗ này một liên kết ion, chỗ này một liên kết ion và cộng với hai cái pi này, 2 trừ 2 sẽ bằng không. Thì như thế là chúng ta cũng có thể hình dung ra được. Thế nữa, hiểu không? Nguyên hiểu không con? Nguyên hình dung không? Đấy là có một cách mà các bạn có thể dựa vào cái độ bất bão hòa để chứng minh này. Cách số 2 là Nguyên ơi, con cứ đi về về nhà tự làm lại nhá. Thì là các bạn cứ viết lại, các bạn nghĩ là nếu mà nó là muối của cái này với cái kia, các bạn cứ viết trường hợp đấy ra, sau đó các bạn chứng minh là nó sai. Viết nhiều ra thì các bạn mới biết là lúc nào thì nó là của chỉ là muối của cái này với cái kia thôi, lúc nào thì nó phải là như thế. Đó, thì có rất là nhiều cách để xoay cái công thức này. Tấn Lợi công thức là 2C cộng 2 trừ H cộng N nha. Cộng N á, cái số nitơ này. 2C này cộng 2 này trừ H này cộng với N là N2 á. Được chưa? Chia 2 ra. Hiểu không nào? Rồi vậy là bây giờ chúng ta chết rồi. Xong cái này rồi nhưng mà nó đang hỏi tính toán cơ mà. Mãi cái này quá. Chúng ta quay lại câu số 7 nhá. Thì gì? Chúng ta xác định được công thức của hai cái thằng XY rồi, thì cô viết lại nhá để cho các bạn tính nốt cái chất tán khan không lại hỗn hợp E của mấy đứa nha. Hỗn hợp E thì thằng X của chúng ta là HCO3 trừ NH3 CH2 COO NH3 CH3. Đây là thằng X nha. Thằng Y của các bạn là NO3 trừ H3 NH3 cộng CH2 COO NH3 CH3. Được chưa? Hôm nay nhiều câu dạy mọi người. Thực ra những cái hôm khác nó còn nhiều câu hơn. Và hôm nay là nó khó nên các bạn cảm thấy là ôi dồi ôi, nó dài quá thôi. Chứ còn hôm nay không nhiều đâu. Hôm nay có 10 câu mà. Mình xong 7 câu là cũng hòm hòm rồi đấy. Thì chúng ta thu được thằng CH3 NH2 với số mol thằng này là 0,1 mol. Khối lượng của thằng E của các bạn là 5,06 nhá. 5,06. Thì ở đây nha, ở đây thì các bạn đi tính số mol của từng thằng này một, là A, B đi. Được chưa? Ta có phương trình số 1 là cái liên quan, cái dữ kiện liên quan đến 5,06. Được chưa? Và C4 12 nhân 4 cộng 12 cộng 16 nhân 5 cộng 14 nhân 2 168A, 168A các bạn cộng với này. Cái thằng Y của các bạn là 11 cộng với lại 16 nhân 5 cộng 14 nhân 3 169B. Ô, sao cái thằng dưới lại ít hơn mà lại 12 nhân 3 này cộng 11 cộng 16 nhân 5 cộng với 14 nhân 3 169 này. 12 16 nhân 5 cộng với 14 nhân 2. Đúng rồi, 168. Thì nó bằng 5,06. Tiếp tục nhá. Chân đạt phần này trong đề thi thường có mấy câu vậy cô? Nó chỉ có rơi một câu thôi, không có nhiều đâu. Cái thứ hai là tổng số mol của hai cái thằng amin này của mình là A cộng B thì bằng 0,1. Đó. Từ đây thì các bạn giải được giá trị A và B. Được chưa? 0,1 168 169 và 5,06.
Để có thể đánh lại nào. 12 nhân 4 này cộng với 12, 16 nhân 5 cộng 14 nhân 2 này, 12 nhân 3 cộng 11, 5,06 1 1. À, cái số mol của khí này, cô xin lỗi, người ta cho là 0,03 đấy, không phải 0,1, cô nhìn nhầm đấy. Chỗ này là 0,03 đấy, được chưa? Chỗ này phải là 0,03. Đó, thì A của chúng ta bằng 0,01 và B của mình bằng 0,02, được chưa nào? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 0,01 và 0,02. Đoạn này bao nhiêu điểm ạ? À? Nó thuộc cái phần vận dụng và vận dụng cao trong đề thi đại học đấy. Nó cũng tầm, đúng rồi, tầm 8,5 trở lên thôi, chứ cũng chưa phải đến câu 9-10 điểm. Ý là các bạn hoàn toàn có thể tư duy được cái câu này, chứ không phải là cái phần nó rất là khó. Đúng nào? Cô đoán là về nhà xem lại khoảng 1-2 lần đấy, thì không muốn xem lại nữa, mà sẽ hiểu được thôi, sẽ hiểu được các bạn phải tin như thế. Đó, khi bây giờ chúng ta có small thì các bạn hoàn toàn có thể đi tính muối. Thì một là các bạn bảo toàn khối lượng, hai là chúng ta tính các cái muối ra. Chúng ta sẽ có muối gì? Na2CO3, phải đúng không? Với gốc CO3 của chúng ta là 0,01 mol. NaNO3 với gốc NO3 là 0,02 mol. Được chưa? Đó, 0,02 mol. Muối của amino acid thằng glycine này, H2NCH2COONa. Tổng số mol là 0,03 mol. Và một cái nữa là NaOH còn dư. Còn dư thì các bạn bảo toàn Na đi. NaOH người ta đem là 0,1 thì các bạn bảo toàn Na đi. Lấy 0,1 này. 0,1 này, các bạn trừ đi 0,01 nhân 2 vì ở đây có 2 Na này. Trừ tiếp là 0,02 và trừ tiếp là 0,03. Thì là chúng ta sẽ ra được cái thằng Na còn dư. 0,01 nhân 23 nhân 2 cộng với 60 này. 0,02 nhân 23 cộng với 62. 0,03 nhân 75 cộng với 22. Và cộng với 40 nhân với lại 0,01. Thì nó sẽ ra là 6,87. 6,87 ha. Đúng với câu này sẽ là đáp án B. Ok chưa nào? Đó. Rồi, vậy là mình xong một cái câu số 7. Bây giờ cô chữa cho các bạn, thực ra còn 3 câu thì cô sẽ chọn ra một câu nữa thôi để chữa cho mấy đứa một cái câu nó cũng dạng nó hơi khác với các cái câu còn lại. Còn về nhà hai cái câu số 8 ấy thì nó cũng giống như các cái câu bên trên. Và còn mỗi cái câu số 9 nữa thôi là nó khác thôi. Thì ở đây thì cô sẽ hướng dẫn nốt cái câu số 9, sau đó thì cho chúng ta nghỉ, thấy các bạn cũng ỏi lắm rồi. Các bạn đọc câu số 9 đi, câu số 9 là một cái dạng khác so với các cái câu còn lại. Chất X của các bạn là có dạng là CnH2n cộng 4 O4n2. Nó bảo là gì đây? Đây là muối amoni của axit carboxylic đa chức. Chất Y là CmH2m cộng 4 O2n2 là muối amoni của amino acid. Lúc bài này thì nó khác với những cái bài bên trên nãy giờ chúng ta làm, đó là nó không cho mình công thức phân tử, nó chỉ cho dạng công thức tổng quát thôi. Giờ cho m gam e x y tỷ lệ mol tương ứng là 3:5, tác dụng với nào hết thì thu được etin amin, chính là thằng C2H5NH2 và hỗn hợp muối, nó hỏi phần trăm khối lượng của x, x là thằng này. Thì bài này cô sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cái phương pháp là hôm trước mình cô hướng dẫn các bạn cái đồng đẳng hóa rồi đúng không, chúng ta làm theo đồng đẳng hóa cũng được. Ở đây nó bảo là x là muối amoni của axit carboxylic đa chức, nhưng từ đa này cô hoàn toàn thể biết là nó là mấy chức, nhìn vào oxy nó là 4 oxy thì nó phải là muối của axit carboxylic làm sao có hai chức, đúng không nào? Thì cô chọn cái thằng nhỏ nhất sẽ là COO, COO. Và cô biết cái thằng muối muối này phải của amin, amin cô biết luôn nó là etinamin về đề bài người ta cho rồi. Đó, thì là chọn là cái thằng NH3 C2H5. NH3 C2H5. Đó. Thực ra cái muối là cô chọn từ cái axit nó có hai chức nhỏ nhất là thằng axit oxalic. Ok chưa? Tiếp tục này, cái thằng Y của các bạn là CmH2m cộng 4O2N2, có quan tâm cái không quan tâm cái M đấy nha. Các bạn là muối amoni của một amino acid, thì chọn thằng nhỏ nhất là glycine CH2COO. Thằng amin này cũng vẫn bắt buộc phải là thằng CH5NH2 mà. NH3C2H5. Đó. Và vì đồng đẳng hóa thì cần phải gắn thêm các cái nhóm CH2 vào thôi. Ok chưa? Thì thằng này là đại diện cho thằng X này, chất này là đại diện cho X này, chất này là đại diện cho chất Y này, còn thằng này thì gắn vào những thằng bên trên.
Đề bài người ta cho chúng ta là gì? Tỷ lệ mol là 3 5 thì thằng này có đặt là 3A này. Thằng này sẽ là 5A. Vì những thằng này khi mà cho tác dụng với NaOH thì thu được C2H5NH2 với số mol là 0,22 mol. Nhanh nha. Thì cô sẽ có cái phương trình là gì đây? 3A nhân với 2. Số mol thằng này á sẽ bằng này. 3A nhân với 2 vì thằng này nó sinh ra được hai khí đấy mà. Cộng với 5A nhân với 1 thì bằng 0,22. Từ đây thì các bạn tính ra giá trị của A sẽ bằng bao nhiêu? 0,22. Bạn chia cho 3 nhân 2 là 6 cộng 5 là 11 là 0,02, đúng không? A chúng ta là 0,02, vậy số mol mỗi thằng của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Này là 0,06, thằng này là 0,1. Đúng chưa? Bây giờ còn tính nốt cái thằng muối thôi. Đây thì đơn giản nhá. Thì á, các bạn nhìn thấy là những cái phần này sẽ là phần cố định và chúng ta sẽ không gắn thêm các gốc CH2 vào. Những phần một con tôm vòng tròn đỏ này. Bởi vì mình đã xác định chính xác cái amin là C2H5, NH3 rồi. Đúng không nào? Vậy là cái muối của chúng ta ấy, cái muối của mình á, sẽ gồm muối gì? COONa tất cả hai lần với số mol là 0,06 mol, đúng chưa? Đúng không? Thằng muối của thằng amin, amino acid là CH2 COONa với số mol là 0,1 mol và chắc chắn cái gốc CH2 này của mình sẽ gắn vào trong phần muối chứ không thể gắn vào trong phần amin được. Đấy là CH2 với số mol là một cái thằng đặt x y gì đó, cô tạm đặt là x đi chẳng hạn. Từ đó tổng khối lượng muối thì chúng ta biết rồi, muối chúng ta biết là bằng 21,66. Giờ các bạn có thể tính ra được x, trừ y tính ra được x, chúng ta ấn máy làm x nó bằng bao nhiêu? 21,66 các bạn trừ cho 0,06 nhân với 4 nhân 2, 23 nhân 2 này. Trừ cho 0,1 nhân với 75 cộng với 22. Các bạn chia 14. Số mol của thằng x của chúng ta là 0,28. X của mình bằng 0,28. Cái thằng CH2 là 0,28. Và bây giờ đến đoạn là chúng ta sẽ đi ghép ghép nhóm CH2 vào. Thì nhìn nhanh, biết nhanh là 0,28 của các bạn nhá. Thì sẽ bằng bao nhiêu? 0,06 nhân với 3 cộng với lại 0,1. 18 cộng với 0,1 là 0,28. Được chưa? Vậy tức là mình sẽ gắn thêm 3 cái gốc CH2 vào đây. Đúng không? Gắn vào gốc phần axit này này và gắn thêm một gốc CH2 vào đây. Bạn hiểu không nào? Vậy cô xác định được là cái thằng x của cô sẽ là thằng gì? Để xác định được x của cô sẽ là thằng x của mình sẽ là thằng C3H6 COO COO C2H5NH3 C2H5NH3 cô viết thêm được ạ. Với mol là 0,06 mol. Thằng Y sẽ là muối của amino acid là H2N C2H4 COONH3 C2H5 với số mol là 0,1 mol. Và các bạn tính ra phần trăm khối lượng, người ta yêu cầu là tính phần trăm khối lượng của thằng X đến đây thì chỉ cần ấn máy thôi là mình có thể tính ra được rồi. Chúng ta thử ấn máy cho nó bằng bao nhiêu? 0,06 này nhân với lại 40 xỉ sẽ là 46 phẩy 40 bao nhiêu ta? Hình như có ấn nhầm đâu rồi. 0,06 này nhân với lại C3H6 này, COO2 lần này, C2H5 2 lần này. Chia cho x đúng không? Chia cho x cộng với lại 0,1 nhân với lại 16 này cộng với C2H4 này. 4 này cộng 17 này và cộng với 29. 49,85% phần D chính xác là cái phần này. Thì sau khi mà mình xác định được xong cái công thức của nó ra rồi thì mình có thể xây dựng được cái tính toán được các cái dữ kiện khác của đề bài. Thì đây là một cái dạng khác cũng là của bài biện luận, là cái dạng mà người ta không cho chúng ta cái công thức phân tử nhưng mà người ta cho chúng ta cái cấu tạo của nó rồi. Thì các bạn có thể sử dụng đồng đẳng hóa để giải quyết cái phần bài toán này. Đó. Vậy là hôm nay chúng ta còn hai câu còn lại. Các bạn về nhà có thể hai câu còn lại thì các cái dạng tương ứng như vậy thôi. Bài số 10 y hệt giống như là cách làm đối với bài số 9. Chúng ta cũng có thể sử dụng đồng đẳng hóa để xử lý bài số 10. Bạn nào về nhà làm ra đáp án muốn check lại thì các bạn có thể nhắn tin lên fanpage để cô với các anh chị sẽ hỗ trợ các bạn check đáp án. Ok chưa?